MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Chiến hồn U Linh tập 20 Đêm rất yên tĩnh, một cỗ ý lạnh đánh tới, trên xe ngựa co do tiểu hài đột nhiên mở ra ánh mắt mông lung, tò mò đánh giá tứ phương. Tiểu vũ, người đã tỉnh, có đói bụng không? Giả tiểu tử cưng chiều sờ lên đứa trẻ đầu, bộ dáng một mặt ân cần. Hoàng, tỷ tỷ, chúng ta đã đến ly hỏa đế đô sao? Tiểu hài rụi rụi con mắt đảo, gương mặt non nước hiện ra đỏ ửng hào quang, ánh mắt trong suốt kia không tỉ vết chút nào. Còn không có, ngày mai là có thể đến rồi. Già tiểu tử cười nói, nụ cười kia, giống như ấm áp gió xuân, chỉ là khó nén trong mắt nàng bi thương. a à, thật là uy vũ sư tử. Đứa trẻ ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa tiểu kim trên thân, tại dưới ánh trăng sáng trong, tiểu kim lông tóc hiện ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt hấp dẫn đứa trẻ lực chú ý. Hắn xoay người nhảy xuống xe ngựa, hướng về tiêu phàm bọn hắn chạy như điên. Tiểu vũ, các loài, giả tiểu tử không nghĩ tới tiểu hài động tác như thế nhanh nhẹn, cái kia sư tử thế nhưng là hồn thú, một ngụm cũng đủ để nuốt vào hắn. Bất quá, nàng thân thủ cũng không tệ, một cái lắc mình liền đem tiểu hài ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, ta muốn sờ sờ sư tử tiểu hài trong mắt hiện ra mong đợi tia sáng. Giả tiểu tử một hồi xoắn suýt, nàng luôn cảm giác cái kia hai cái người xa lạ không đơn giản, rất có thể là bọn hắn phái tới người. Hắn muốn sờ, liền đè hắn sờ sờ a. À. Đúng lúc này, một đạo âm thanh cởi mở vang lên, chỉ thấy tiêu phàm lười biếng ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tỷ tỷ, cái này ca ca đều đáp ứng. Tiểu hài ánh mắt sáng lên, muốn tránh thoát giả tiểu tử ôm ấp giả tiểu tử sắc mặt một hồi giấy giụa lúc này dâu quai nón đi tới cười hì hì nói tiểu vũ ngươi đã tỉnh ngươi như thế ưa thích sư tử chờ đến ly hỏa đế đô hoa thúc thúc mua cho ngươi một đầu có hay không hảo không tốt ta ngay bây giờ muốn cùng sư tử này chơi ngươi mua sư tử chắc chắn không có sư tử này hảo tiểu hài chu miệng nhỏ một mặt khó chịu nói tiêu huynh đệ dâu quai nón không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm cũng không phải hắn không để tiểu hài đụng tiêu phàm sư tử, mà là sợ người ta chủ nhân có ý kiến. Không có việc gì, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là rất thưởng thức đứa trẻ ánh mắt, đổi một đầu sư tử, tuyệt đối không có tiểu kim tốt như vậy. Dâu quay nón cho giả tiểu tử một ánh mắt, giả tiểu tử lúc này mới thả xuống tiểu hài, tiểu hài lập tức bước nhanh gào thét tiểu kim bên cạnh, bắt đầu vuốt ve tiểu kim cái kia nhu thuận lông tóc. Nam Nhi đều thích huy vũ thô bạo đồ vật, đứa bé trai này cũng không ngoại lệ. Khó chịu nhất đúng là tiểu kim, nếu như không phải tiêu phàm mở miệng, đoán chừng hắn đã sớm bạo nộ rồi, bình thường lông của hắn phát thế nhưng là liền mập mạp đều không cho đụng. Chỉ có tiểu ma nữ cùng niệm niệm mới có thể phanh hắn, đương nhiên, tiêu phàm ngoại trừ. A Nhi San, ta về sau cũng muốn giống như ngươi, mua một cái sư tử làm sùng vật. Tiểu hài từ ánh mắt sáng quắc nhìn xem tiêu phàm. Hắn không phải của ta sùng vật, là của ta đồng bạn. Tiêu Phàm sờ lên đứa trẻ đầu đảo, dâu quay nón cùng giả tiểu tử lòng khẩn trương cũng trầm tĩnh lại. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn gây bất lợi cho bọn họ, đây tuyệt đối là tốt nhất cơ hội ra tay. Đồng bạn, nhân loại có thể cùng hồn thú trở thành đồng bạn sao? Tiểu hài hiếu kỳ nói, ngoẹo đầu, nhìn qua có chút khả ái, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới Niệm Niệm, không biết Niệm Niệm qua có hay không hảo. Đương nhiên có thể, Tiêu Phàm gật đầu nói cái kia tiểu vũ về sau cũng nhất định phải tìm một cái cường đại hồn thú đồng bạn tiểu hài kiên định gật gật đầu tiêu phàm không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một đứa bé trò chuyện lâu như vậy sau hai canh giờ tiểu hài cuối cùng mệt mỏi nằm ở tiểu kim bên cạnh ngủ tiếp đi già tiểu tử ngồi ở cách đó không xa thỉnh thoảng đánh giá tiêu phàm cuối cùng cũng yên tâm tâm tới nằm ở trên đồng cỏ ngủ tiếp đi thời gian trôi qua rất nhanh thì đến nửa đêm trên đồng cỏ có thể nghe được hùng hậu tiếng náy những người này có lẽ là quá mệt mỏi ngủ rất say dù là những cái kia gác đêm tu sĩ cũng thỉnh thoảng đánh lên ngủ gật chỉ có cái kia gầy đét trương cửu lão người cầm một cái tàu hút thuốc ngồi ở trên xe ngựa trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy đạo khói đặc từng đợt gió mát thổi qua trong không khí bí mật mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát tiêu phạm nhún nhún cái mũi mở bừng mắt ra trong mắt lóe lên một vòng tinh quang công tử có đầu ảnh phong đột nhiên đánh thức xem như sát thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính ngủ mất đối với bốn phía một mực duy trì lớn nhất cảnh giác lần trước tại kiếm vương triều trong quân doanh ngươi cũng dùng qua a à. tiêu phàm cười cười nói không tệ đây là mê hồn hương đối với người không có bao nhiêu tổn hại nhưng mà rất dễ dàng để cho người ta mệt giá rời dù là chiến tông cảnh cũng chịu không được ảnh phong gật gật đầu nhất định là một cái đêm không yên tĩnh a à. tiêu phàm thở dài nói địch tập cũng liền tại lúc này, chương 9 đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển một tia hồn lực, gác đêm tu sĩ lập tức một cái giật mình, cầm trong tay vũ khí phòng bị nhìn xem tứ phương. Những cái kia ngủ say mọi người cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, mê hồn hương mặc dù để cho người ta mệt giá rời, nhưng mà đối với tu sĩ bản thân không có bao nhiêu tổn hại, làm nguy cơ đến lúc vẻ này buồn ngủ tự nhiên là biến mất. Tiêu phàm bên cạnh giả tiểu tử cũng bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tiêu phàm bọn hắn chỗ chạy tới, nàng trước tiên nghĩ tới chính là nàng đệ đệ tiểu vũ. Đừng động, tiêu phàm đột nhiên kêu lên, nằm xuống. Chẳng biết tại sao, già tiểu tử căn bản không có phản bác tiêu phàm mà nói, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Siêu, một đảo tiếng xé gió lên, già tiểu tử chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, một vệt sáng bắn thùng tóc của nàng kế, tóc dài lập tức xóa xuống, lộ ra một chương nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Đẹp, đây là Tiêu Phàm cùng ảnh phong trong lòng đầu tiên nghĩ tới từ, nàng song mi cong cong, hai mắt linh động hữu thần, nho nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như chiêu hoa. Cho dù người mặc cũ nát nam bào, nhưng căn bản vốn không ảnh hưởng dung nhan của nàng, ngược lại có một loại thanh nhã tuyệt tục ý vị, trên cổ của nàng mang theo một khỏa màu xanh lá cây minh châu, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, phản chiếu nàng càng là phấn trang ngọc mài đồng dạng. Thiếu nữ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đi tới tiêu phàm bên cạnh bọn họ, cảm kích nhìn tiêu phàm, cặp môi thơm khẽ mở cảm tạ. Một cỗ u hương đập vào mặt, ảnh phong thần sắc hơi hơi thất thần, chẳng biết tại sao, thiếu nữ này cho người ta một loại mười phần làm người chiều mến cảm giác. Bây giờ tạ còn sớm, tiêu phàm ngược lại là mười phần bình tĩnh, kể từ tiểu ma nữ diệp thi vũ rời đi về sau, hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng không có hứng thú, hắn tâm, sớm đã bị tiểu ma nữ điền tràn đầy siêu siêu tương đương tương đương. Từng đợt tiếng xé gió truyền đến, rậm rạp chẳng chịt mưa tên từ không trung xẹt qua, xa xa các tu sĩ đã sớm chuẩn bị, từ xe ngựa phía dưới lấy ra từng khối tấm chắn, đem bốn phía ngăn cản kín không kẽ hở. Nhanh, bảo hộ công chúa và hoàng tử. Dâu quay nón kêu to, tấm thuẫn kia trận hình tràn đầy hướng về tiêu phàm bọn hắn chỗ di chuyển nhanh chóng. Ốc vít dâu rìa thanh âm không nhỏ, tiêu phàm cùng ảnh phong tự nhiên nghe được, ảnh phong không khỏi kinh ngạc nói các ngươi là công chúa và hoàng tử. Cái này căn bản không là thương đội. Ngược lại là tiêu phàm, thần sắc mười phần bình tĩnh, thiếu nữ cùng đứa trẻ thân phận, cùng hắn phỏng đoán không kém là bao nhiêu. Thậm chí, chương chín bọn hắn cũng không giống thông thường quân sĩ, mà là giống ngựa lâm quân, chỉ có ngựa lâm quân mới có như vậy nghiêm minh khí chất. Thiếu nữ khổ tâm nở nụ cười, nhìn thấy tiêu phàm cùng ảnh phong không có ác ý gì, nàng cũng không ở giấu giếm, khổ tâm cười nói, không tệ, ta và đệ đệ là trang non hoàng triều hoàng tộc, bất quá, đây chẳng qua là chuyện lúc trước. Tiêu phàm cùng ảnh phong trầm mặc không nói, bọn hắn tự nhiên nghe được trong miệng thiếu nữ y tứ, các nàng chỉ là khi xưa công chúa và hoàng tử, chứng minh bọn hắn bây giờ không phải là. Hoặc có lẽ là, bọn hắn hoàng tộc địa vị, người khác tước đoạt. Những thứ này người giết các ngươi, chính là chiếm các ngươi hoàng thất địa vị người. Ảnh phong trong mắt thoáng qua một vòng lãnh quang, nhìn xem thiếu nữ nước kia sương mù bốc hơi con mắt trong lòng rất lo lắng không muốn như thế vẫn thanh có hay không hảo vương triều hoàng triều thay đổi không phải chuyện rất bình thường sao tiêu phàm tâm bên trong thầm nghĩ hắn còn chưa từng thấy ảnh phong vì một người xa lạ tức giận như thế qua hắn không thể không tin tưởng có đôi khi vừa thấy đã yêu thật vẫn tồn tại là thiếu nữ gật gật đầu cưỡng ép ước chế nước mắt tràn mi mà ra Tiêu phàm cùng ảnh phong có thể cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt bên trong bi thương nồng đậm, cái này không giống như là đang làm giả, cũng không phải tại thảo nhân thương hại, mà là một loại mất đi thân nhân đau đớn. Tiêu phàm cảm động lây, trước kia tiêu hào thiên suýt chút nữa chết ở tiêu gia lúc, nội tâm của hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Các ngươi tên gọi là gì? Tiêu phàm vấn đảo. Ta gọi đoạn tinh nguyệt, đây là ta đệ đệ, đoạn tinh vũ. Thiếu nữ cưng chiều đem tiểu hài ôm vào trong ngực, chỉ sợ tiểu hài thù thương đồng dạng. Nàng lại không phát hiện, những mũi tên kia mưa mỗi lần tới gần bọn hắn lúc, lại quỷ dị cải biến phương hướng, toàn bộ bãi cỏ sớm đã cắm đầy mưa tên, chỉ có tiêu phàm bọn hắn chỗ là một chốn cực lạc. Công chúa, hoàng tử, các ngươi không có sao chứ? Dâu quai nón lo lắng nói, tầm 10 người vội vàng đem tấm chắn gác ở tiêu phàm bọn hắn bốn phía. Chúng ta không có việc gì. Đoạn tinh nguyện lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết đạo, Hoa thúc thúc, các ngươi không cần quản chúng ta, chỉ cần chúng ta chết, bọn hắn cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nói nhảm cái gì, trước kia nếu như không phải hoàng chủ, ta đây cái mạng đã sớm cho Diêm Vương ra. Ta hoa viễn sinh là hoàng chủ nhân, chết là hoàng chủ quỷ. Nếu như ngay cả hoàng chủ con cái bảo hiểm tất cả không được, ta còn có cái gì khuôn mặt đi gặp hoàng chủ. Dâu quai nón ngữ khí bực tức nói. Thế nhưng là, đoạn tinh nguyện nhìn xem cánh tay máu me đầm đìa hoa viễn nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra không có cái gì có thể là chỉ cần ta không chết bọn hắn cũng đừng muốn mạng của các ngươi hoa viễn con mắt kiên quyết trên mặt thoáng qua một tia hung ác sau đó mang theo ánh mắt áy náy nhìn xem tiêu phàm đảo tiêu huynh đệ có lỗi với là chúng ta làm liên lụy các ngươi đối phương là một ít gì thực lực người tiêu phàm hít hít mắt đảo bây giờ ta cũng không biết nhưng mà rất có thể có chiến vương cường giả. Hoa viễn sắc mặt khó coi, cửu thúc trước đó cũng là chiến vương cảnh, miễn cưỡng có thể đối phó một cái chiến vương, chúng ta cái này cũng có tám cái chiến tông, mới có thể ngăn cản một hồi. a à, tương đương tương đương. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Dầm dạp chẳng chịt mưa tên cuối cùng công phá tấm thuẫn phòng ngự, tiên huyết bán tán loạn âm thanh vang lên, từng cố thi thể ngã xuống đất. Công tử một mực trầm mặc ảnh phong cuối cùng nói chuyện, trong mắt lóe lên nồng nặc khẩn cầu chi sắc. Tiêu phàm trầm mặc không nói, hiện tại hắn phiền phức của mình cũng không thiếu, không quá muốn quản, cũng không muốn lại gây một thân tao. Hơn nữa, hắn cũng đã được nghe nói cái này trăng non Hoàng Triều, thực lực còn tại tuyết nguyệt Hoàng Triều phía trên, một cái Hoàng Triều nhất định sẽ có chiến Hoàng Cường giả tỏa chấn. Nếu như chỉ là bên trong Hoàng thất tự giết lẫn nhau, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự ra tay, dù sao, bên trong hoàng thất tranh đấu, đồng dạng cũng cấm đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, nếu như là hoàng triều bên trong gia tộc khác xoán vị, cứu được bọn hắn, nhưng là tương đương với chuyện để đắc tội trang non hoàng triều mới hoàng thất. Tiêu huynh đệ, nếu có cơ hội, còn xin tiêu huynh đệ giúp chúng ta một chuyện, đem công chúa và hoàng tử mang đi, hoa viễn kiếp sau cho ngài làm châu làm ngựa. Hoa viễn nhìn thấy tiêu phàm bình tĩnh bộ dáng, trong lòng sáng lên, có lẽ tiêu phàm thật sự có biện pháp cứu đoạn tinh nguyệt cùng đoạn tinh vũ đang lúc tiêu phàm trầm tư lúc mùi tên kia vũ rốt cục cũng ngừng lại thay vào đó là từng đợt tiếng la giết tiếng la giết ngập trời mấy chục trên trăm đào thân ảnh xuất hiện ở mọi người mi mắt đem tiêu phàm bọn hắn vây chật như nêm cối trương cửu bọn hắn cũng tất cả đều hướng về tiêu phàm bọn hắn chỗ dựa sát vào vừa rồi một vòng mũi tên xuống bọn hắn đã chết thương qua nửa chỉ còn lại chừng 30 người ha ha trương cửu ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có thể chạy sao một đảo điên cuồng gào thét tiếng vang lên chỉ thấy một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử cưỡi một đầu to lớn màu đen lão hổ đi tới màu đen lão hổ dài bảy tám mét cao tam 4 mét quỷ dị là con hổ này mọc ra ba con mắt tản ra một cỗ cường đại khí thế ép tới người có chút không thở nổi sau lưng những người kia cũng tất cả đều cưỡi một chút tứ giai hồn thú thanh thế hảo đáng ngũ giai hồn thú tam nhãn linh hổ, tiêu phàm lộ ra vẻ cổ quái phía trước không phải liền là giết một đầu tam nhãn linh hổ, tiểu kim lấy được cái kia kỳ dị hồn tinh sao. Vạn thiên kiệt, hoàng thất đã diệt, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Trương cửu cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia kim sắc chiến giáp nam tử. Ngươi chẳng lẽ không biết giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc đạo lý sao. Kim sắc chiến giáp nam tử vạn thiên kiệt cười lạnh không thôi, con mắt rơi vào đoạn tinh nguyệt tỷ đệ bên trên, huống chi, bọn hắn không chết, hoàng thất có thể nào có thể nói diệt tuyệt ngươi trương cửu vô cùng phẫn nộ thế nhưng là lại không nói chuyện có thể nói đầu hàng không giết vạn thiên kiệt đột nhiên nhàn nhạt vừa quát đảo ta xem ai dám trương cửu một tiếng quát như sấm trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi sắc cửu gia chúng ta không trốn thoát được nhà ta có lão tiểu ngươi không thể lôi kéo chúng ta đi chết không tệ cửu gia chúng ta đưa đến ở đây đã hết tình hết nghĩa ngươi không thể trơ mắt xem chúng ta đi chết a à, chúng ta những người này tại sao có thể là bọn hắn đối thủ. Cửu gia, tiểu tử cái mạng này là ngươi cứu, nhưng đoạn đường này tới, đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, ân tình này ta cũng coi như trả sạch. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Từng cái tu sĩ lách mình mà ra, sắc mặt khó coi nhìn xem trương cửu bọn hắn, cuối cùng chỉ còn lại không tới tầm 10 người. Các ngươi, trương cửu toàn thân run rẩy cả người tựa như đã nản lòng phái trí. Các ngươi những thứ này hốn trướng, tất cả đều không phải thứ gì, hoàng chủ đối đãi các ngươi như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều quên mất không còn chút nào. Tốt nhất tài nguyên cho các ngươi tu luyện, những cái kia chiến tông cảnh huynh đệ đều đã chết, nhưng bọn hắn từng có một tia lui bước. Các ngươi chẳng lẽ đã quên chết đi các huynh đệ giao phó. Hoa viễn khàn cả giọng gầm thét. Những người kia, xấu hổ cúi đầu xuống, không biết như thế nào phản bác, ân tình tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, bây giờ đã là tuyệt lộ, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Đây chính là nhân tâm. Phốc phốc phốc, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh thoáng qua, ngay sau đó từng khỏa đầu lâu ném đi dựng lên, cao một trượng cột máu bắn về phía không trung. Đoạn tinh nguyệt bọn người thấy thế, còn người bỗng nhiên rung rung, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Vạn thiên kiệt, cái tên vương bát đàn ngươi, bọn hắn cũng đã đầu hàng, người còn muốn giết bọn hắn. Trương Cửu nhe răng trợn mắt đảo, những người kia mặc dù đầu hàng, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ tới để bọn hắn chết. Những ngày qua đại gia kẻ vai chiến đấu từng màn, tất cả đều in vào trong đầu hắn. Một đám người ô hợp, giữ lại bọn hắn làm cái gì, không chỉ đám bọn hắn muốn chết, người cũng muốn chết. Vạn thiên kiệt mặt coi thường nói, trong mắt sát ý lấp lóe. Ưng ừ, chém bay, vừa dứt lời, một đạo quát chói tai âm thanh từ trương cửu hậu phương truyền đến bén nhọn sát mang sông thẳng trương cửu hậu tâm tốc độ nhanh không thể tưởng tượng ngươi dám trương cửu phản ứng cũng cực nhanh trở tay chính là một đao nghênh đón tiếp lấy nhưng trung quy là chậm một nhịp cánh tay trái của hắn bị một đạo lợi mang chém xuống tiền huyết cuồng phún không thôi một màn này phát sinh quá nhanh ai cũng không có phát hiện lại có người sẽ ám toán trương cửu đạo thân ảnh kia lui rất nhanh lách mình tự ra bây giờ 5 mét có hơn, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào trên người kia, ngoại trừ cái kia mũi ưng còn có thể là ai. Tà ương, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Hoa viễn tức giận gào thét, thiếu chút nữa thì xông đi lên liều mạng, chỉ là hắn không yên lòng đoạn tinh nguyệt tỷ đệ, nhờ vậy mới không có ra tay. Tà ương, làm rất tốt. Vạn ngày kiệt cười nhạt một tiếng, tựa như đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Đa tả vương ra khích lệ, mũi ưng tả ương hơi hơi cúi đầu đảo sau đó con mắt lạnh như băng nhìn xem trương cửu đảo trương cửu người một cái lão già vẫn luôn không để ta tới gần đoạn tinh nguyệt tỷ đệ bằng không bọn hắn sao lại sống đến bây giờ ta liền nói tại sao có thể có người biết hành tung của chúng ta thì ra là ngươi sớm biết ta nên tự tay làm thịt ngươi trương cửu hoảng hốt trong lòng người phần hối hận một tay nắm tay cụt trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ ta vẫn luôn là vương gia người đáng tiếc ngươi không biết mà thôi, bất quá, bây giờ biết, ngươi chết cũng nhắm mắt. Tà ương cười lạnh nói, đi chết đi cho ta. Tà ương nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn đỉnh đầu, xuất hiện một đầu màu đen diều hâu, bén con mắt lộ ra một cỗ nồng nặc sát ý nhào về phía trương cửu. Trương cửu bản thân bị trọng thương, nơi nào hay là hắn đối thủ, hoa viễn bảo vệ đoạn tinh nguyệt tỷ đệ an nguy, căn bản rút không được thân. Ha ha, trương cửu, ngươi không nghĩ tới, có một ngày sẽ chết tại ta tà tạ ương trên tay a. À. Tà ương cuồng tiếu, trong tay một thanh loan đao giận bổ xuống. Phốc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào tà ương trên thân. Không, chuẩn xác mà nói, là rơi vào tà ương bên người một đạo hắc ảnh bên trên. Tà ương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, bất khả tư nghị nhìn mình lồng ngực, những cái kia đang có một thanh lập lòe u quang kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn một cố ý lạnh truyền khắp bản thân của hắn làm sao lại tà ương trên mặt đều là thần sắc không dám tin trong mắt tràn ngập sự không cam lòng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này hơn nữa còn là chết ở một người xa lạ trên tay tà ương nhắm hai mắt lại ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào đạo hắc ảnh kia trên thân trên mặt đều là vẻ kinh hãi người ở chỗ này cơ hồ không có một người nhìn thấy đạo hắc ảnh kia là như thế nào xuất thủ dù là vạn ngày kiệt, dù là trương cửu, cũng không thấy rõ ràng. Bóng đen kia rút trường kiếm về, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại tiêu phàm sau lưng, cung kính đứng ở đó không nhúc nhích, rõ ràng, mới vừa xuất thủ đúng là ảnh phong. Các ngươi là người nào? Vạn ngày kiệt trong mắt lóe lên một vòng chưa bao giờ có ngưng trọng, cho dù hắn là chiến vương hậu kỳ, cũng bị ảnh phong mới vừa tốc độ cho khiếp sợ đến. Trương Cửu cũng là kinh ngạc không thôi, hắn đã từng dù sao cũng là chiến vương cường giả chỉ là chiến hồn thụ thương tu vi rơi xuống nhưng trong mắt còn tại nguyên bản hắn cho là tiêu phàm cùng ảnh phong cũng liền chiến tông đỉnh phong có thể nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn lại là chiến vương cường giả trẻ tuổi như vậy chiến vương đợi một thời gian chẳng phải là có thể trở thành chiến hoàng chủ yếu nhất là cái này áo bào đen chiến vương vẫn là lấy tiêu phàm làm chủ cái kia tiêu phàm thực lực lại là cường đại dường nào tiêu công tử van cầu ngươi mau cứu công chúa và hoàng tử hoa viễn phản ứng lại phù phù một tiếng quỳ gối tiêu phàm trước mặt trong mắt nước mắt tuôn ra liên xương hô cũng biến thành kính sợ đứng lên tiêu công tử van cầu ngươi mau cứu công chúa và hoàng tử những người khác cũng liên tiếp quỳ xuống vừa rồi bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng bây giờ lần nữa nhìn thấy hy vọng nơi nào còn có thể bỏ lỡ trong mắt bọn hắn tiêu phàm chính là bọn họ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng thậm chí xa xa trương cửu cũng che lấy tay cụt quỳ xuống tiêu đại ca ta chết không sao van cầu ngươi mau cứu đệ để, để ta đoạn tinh nguyện ôm ngủ say đoạn tinh vũ quỳ gối tiêu phàm trước mặt một tay nắm lấy trong tay cái kia lóe sáng minh châu đạo đây là ta đoàn gia bảo vật gia truyền tinh nguyện nguyện ý đưa cho tiêu đại ca tiêu phàm nhìn xem cái kia lóe sáng minh châu lắc lắc đầu nói thứ này quá quý giá cũng là ngươi chính mình giữ đi tiêu công tử Hoa viễn kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Hoa viễn cho là tiêu phàm cự tuyệt, lập tức vô cùng nóng nảy, đầu hướng xuống đất đập đi. Bất quá, còn không có tiếp xúc đến mặt đất, liền bị một cỗ đại lực nâng lên, tiêu phàm cười nói, hoa đại ca, ta muốn ngươi làm châu làm ngựa làm gì? Ta còn muốn cảm ơn ngươi thịt dê đâu? Tiểu tử, ngươi tốt nhất sáng lên điểm, ta vạn ra không chỉ có riêng là trăng non hoàng thất, hơn nữa còn là ly hỏa mà đều tam đại gia tộc chữ gia cô gia, ngươi nếu không muốn chết cút xa chừng nào tốt chừng đấy vạn ngày kiệt cười lạnh nhìn xem tiêu phàm trong giọng nói đều là ý uy hiếp tiêu phàm căn bản không có để ý tới ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn xem ảnh phong đạo ta cho ngươi tiếp một đơn sinh ý ngươi có nguyện ý hay không làm công tử mời nói ảnh phong không hiểu nhìn xem tiêu phàm bất quá vẫn là gật gật đầu tất cả mọi người đứng lên đi tiêu phàm nhìn xem quỳ xuống mặt nhân đạo ngữ khí tràn đầy không thể phủ định sau đó lại nhìn về phía đoạn tinh nguyệt đảo trên người ngươi có hay không hồn thạch. Hồn thạch, đoạn tinh nguyệt không biết vì sao, sau đó lại liền vội vàng gật đầu, lấy ra một cái hồn giới cho tiêu phàm đảo ta có, ta có. Một cái hạ phẩm hồn thạch là được rồi, tiêu phàm không có nhận qua hồn giới. Đoạn tinh nguyệt càng thêm nghi ngờ, bất quá nàng lại không có mảy may do dự, từ hồn thạch bên trong lấy ra một cái hạ phẩm hồn thạch đưa cho tiêu phàm. Ảnh phong việc buôn bán của mình chính mình tiếp tiêu phàm lại nhìn về phía ảnh phong là công tử ảnh phong rốt cuộc hiểu rõ tiêu phàm ý tứ hắn thân là sát thủ giết người nhưng là muốn tiền thuê mặc dù một cái hạ phẩm hồn thạch với hắn mà nói căn bản chính là một chuyện cười nhưng mà bây giờ ảnh phong ngược lại vô cùng kích động bởi vì hắn cuối cùng có thể ra tay rồi đương nhiên hắn cũng biết tiêu phàm còn có một cái khác ý tứ đó chính là nói cho tất cả mọi người ở đây ta không phải là muốn cùng ngươi vạn ra đối nghịch, chỉ là thu cố chủ tiền thuê, tự nhiên muốn hoàn thành cố chủ lời nhắn ngủ nhiệm vụ. Nực cười, một cái hạ phẩm hồn thạch có thể làm cái gì? Bản vương cho các ngươi một vạn trung phẩm hồn thạch như thế nào? Vạn ngày kiệt con mắt hơi hơi lạnh lẽo đến. Ngươi cảm thấy ta rất thiếu hồn thạch sao? Ảnh phong lạnh nhạt nở nụ cười, cho trên đầu vai tiểu minh một ánh mắt. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, từng cái tu sĩ kinh hãi che cổ của mình. Đoạn tinh nguyện bọn người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Mạnh, biến thái mạnh, danh con, đã các ngươi tự tìm cái chết, tự trách mắng ta hạ thủ vô tình. Vạn ngày kiệt tức giận, dưới chân tam nhãn linh hổ gầm lên giận dữ, một cước hướng về tiêu phàm bọn hắn chỗ đạp tới. Phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ không trung xẹt qua, trực tiếp đem tam nhãn linh hổ mi tâm ngăn cách một cái màu đen hồn tinh bắn ra bị đảo hắc ảnh kia nuốt xuống làm sao lại vạn ngày kiệt toàn thân run lên tốc độ kia liền hắn đều muốn ngước nhìn a à, bóng đen kia rốt cuộc là cái gì trong chốc lát vạn ngày kiệt cuối cùng thấy rõ đảo hắc ảnh kia đó là một cái hắc ưng bén nhọn móng vuốt bén đôi mắt gắt gao tập trung vào hắn làm hắc ưng tới gần hắn chỉ có ba trượng lúc hắn cảm giác hô hấp đều hít thở không thông phốc theo một cái đầu người bị hất tung lên trời vạn ngày kiệt thi thể từ tam nhãn linh trên lương hổ rơi xuống xuống hắn đến chết cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết tại một cái hắc ưng dưới móng vuốt hắn nhưng là chiến vương hậu kỳ a cũng liền tại lúc này xa xa tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại hơn trăm người toàn bộ bị một kiếm đứt cổ một điểm năng lực phản kháng cũng không có tiểu minh rơi vào ảnh phong trên bờ vai trong mắt lộ ra một tia khinh thường cùng khinh bỉ tựa như lại nói, giết một chút chiến tông cảnh, chiến tôn cảnh tu sĩ, còn hao tốn thời gian dài như vậy. Ảnh phong nhún nhún vai, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, ai bảo ngươi là cửu dai huyết mạch đêm tối minh chim cắt, hơn nữa thực lực bây giờ vẫn là lục giai đỉnh phong, ta có thể là ngươi đối thủ sao? Đoạn tinh nguyệt bọn người tất cả đều ngốc trẻ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đào hắc ảnh kia đi tới, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt. Gió lạnh gào thét, trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh nồng nặc chi khí, một cỗ ý lạnh tràn ngập tất cả mọi người trái tim. Rất lâu, đoàn tinh nguyện bọn người mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiêu phàm cùng ảnh phong con mắt tràn đầy vẻ kính sợ, ảnh phong đã cường đại như thế, cái kia nhường ảnh phong đều cung kính có thừa tiêu phàm đâu. Tiểu kim, dọn dẹp một chút, tiêu phàm nhìn xem một mực nằm trên mặt đất ngủ tiểu kim đảo. Tiểu kim lười biếng đứng dậy, tựa như mộng đẹp bị quấy dày, có chút khó chịu, bất quá hắn vẫn hướng về những thi thể này đi đến. Há mồm phun ra từng đạo hàn khí, những thi thể này thế mà trong nháy mắt đông thành băng điêu, sau đó một đạo lợi trào gào thét mà ra, cái kia tất cả băng điêu đột nhiên nổ tung, hóa thành một chút chút hàn vụ tiêu tan trên không trung. Toàn bộ bãi cỏ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mặt đất liền một điểm tiên huyết cũng không có, nếu như không phải thật sự thiết đã trải qua trước đây hết thảy, ai cũng sẽ không nghĩ tới, vừa rồi có hơn 100 người chết ở chỗ này. Bây giờ, phía chân trời đã trở nên trắng, tiêu phàm duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem đoạn tinh nguyệt bọn họ nói, chúng ta chuẩn bị đi ly hỏa mà đều, các ngươi là hiện tại đi, vẫn là. Hiện tại đi, đoạn tinh nguyệt không chậm chế chút nào mở miệng, đi đến ảnh phong bên cạnh đạo cám ơn ngươi. Không cần, ta thế nhưng là thu tiền thuê, ảnh phong mỉm cười, uy phong thổi bay, cái kia tuấn mỹ tà dị khuôn mặt lập tức bại lộ tại đoạn tinh mặt trăng phía trước, đoạn tinh nguyệt sắc mặt biến thành hơi hồng, giống như thành thục táo đỏ đồng dạng, một cái hạ phẩm hồn thạch tiền thuê thật sự có thể giết chết chiến vương cảnh cường giả sao. Nàng không có đơn thuần như vậy, nàng biết là ảnh phong muốn trợ giúp bọn hắn mà thôi. Những hàng hóa này còn muốn hay không? Tiêu phàm lại nhìn về phía cái kia mấy chục cỗ xe ngựa đảo. Đây không phải là thứ gì trọng yếu, chỉ là dùng để che giấu tai mắt người mà thôi, cũng không muốn rồi, hơn nữa mấy chục cỗ xe ngựa vào thành mục tiêu quá lớn, vạn gia rất dễ dàng tìm được chúng ta, liền dứt khoát này hủy diệt. Hoa viễn quyết định thật nhanh. Mang theo còn dư lại 6 người hướng về xe ngựa kia đi đến, mấy cái hỏa những hàng hóa kia toàn bộ đốt đi, chỉ để lại 10 thất thanh phong câu đại lộ, những thứ khác thanh phong câu tất cả đều bị đuổi vào núi rừng bên trong. Làm lửa lớn rừng rực thiêu đốt dựng lên lúc, 10 thất thanh phong câu đã rong rủi tại rộng rãi trên đại đảo, ngoài ra còn có một đầu ha kỳ hoàng kim sư tử. Không còn hàng hóa, mọi người tốc độ tăng lên không thiếu, vẹn vẹn nửa ngày, một tòa minh mông thành chỉ tiến vào đám người mi mắt. Nguy nga vĩ đại thành lâu, không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, hiện ra màu đỏ thẫm hồng quang, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt, như có hỏa phượng đang bay múa. Cao ngất như mây kiến trúc lộ ra một cỗ minh mông đại khí, giống như từng chuôi thần kiếm cắm vào tận trời, đều lộ ra một loại trầm trọng, đại khí cảm giác. Rất rõ ràng, đây chính là tiêu phàm mục tiêu của bọn hắn, ly hỏa đế đô. Cho dù tiêu phàm kiến thức rộng, nhưng là xa rời hỏa đế đô rung động hấp dẫn, cái này tựa như một tôn quái vật khổng lồ tỏa lạc tại đại địa bên trên, hùng hậu, uy nghiêm, trang nghiêm. Tiêu phàm nhất thời gian tìm không thấy từ hình dung gì để miêu tả ly hỏa đế đô bao la hùng vĩ, chỉ là đến, cái gọi là hoàng thành, cùng ly hỏa đế đô so sánh, cũng chỉ bất quá là hoang dã chi địa. Mặc dù cách hỏa đế đô nhìn xem đều ở trước mắt, nhưng mọi người lại rong rồi một cái canh giờ, mới nhìn đến ly hỏa đế đô một tòa cửa thành. Cửa thành, còn có rất nhiều kiến trúc, cũng có rất nhiều quầy hàng, bóng người đông đảo, vô cùng náo nhiệt, thành lâu giống như giống như tường đồng vách sắt, không thể nhìn thấy phần cuối. Ly hỏa đế đô, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là không có chân chính tới qua, chính xác so với ta tưởng tượng còn muốn nguy nga đại khí. Ảnh phong cũng khó cảm khái nói. Đế thành tự nhiên là thường, ở đây mới là tu giả chân chính nên tới chỗ, ưng kích trường không, cá liệng cạn thực chất, là long là trùng, ở đây mới có thể chân chính thể hiện mà ra. Tiêu phàm lắp bắp nói, ly hỏa đế đô phương viên không dặm, gia tộc vô số, cường giả vô số, tự nhiên không giống bình thường, ta cũng là hồi nhỏ theo ta phụ hoàng tới qua một lần. Đoạn tinh nguyệt chẳng biết lúc nào đi tới. Hoa viễn bọn hắn tại phù cận đem những cái kia thanh phong câu bán, to lớn ly hỏa đế đô, nghĩ đến vạn gia muốn tìm được bọn hắn, cũng không phải chuyện rất dễ dàng. Các vị, tất nhiên đến rồi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt A, à, có duyên gặp lại. Tiêu phàm hướng về phía đám người chắp tay một cái đảo. Đoạn tinh nguyệt có chút không muốn, lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nói cái gì lưu lại bọn hắn, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía ảnh phong. Đa tạ tiêu công tử, nhiều hơn bảo trọng, sau này còn gặp lại. Trương Chín tự nhiên nhìn ra đoạn tinh thắng tâm tư, nhưng hắn cũng biết, tiêu phàm cùng ảnh phong dạng này thiên tài, cũng không phải bọn hắn có thể giữ lại. Lần này, tiêu phàm bọn hắn có thể cứu mấy người, đã là mười phần khó được. Tiêu phàm cười cười, ôm quyền rời đi, ảnh phong đi đến đoạn tinh nguyệt bên cạnh, nói khẽ bảo trọng, ta tin tưởng, chúng ta chắc chắn còn có thể gặp lại. Đoạn tinh nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên lại mở miệng kêu lên các loại. Ảnh phong xoay người lại, nhưng là nhìn thấy đoạn tinh nguyệt lấy xuống trên cổ viên kia Minh Châu, nắm lấy ảnh phong cánh tay, đem cái kia Minh Châu đặt ở ảnh phong trên tay, viên này đồ vật ta đeo 17 năm, bây giờ tặng nó cho ngươi. Hoa viễn thấy thế, trong mắt trải qua vẻ khác lạ, bất quá lại bị trương chín lắc đầu đánh gãy. Ảnh phong nắm thật chặt trong tay Minh Châu, trịnh trọng nói yên tâm, người đang trâu tải. Nói xong câu đó, ảnh phong dứt khoát rời đi, đoạn tinh nguyệt trong mắt nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra. Tiểu thư, hiếu duyên, các người còn có thể gặp lại. Trương chính đi đến đoạn tinh nguyện bên cạnh, an ủi. Ân, đoạn tinh điểm tháng gật đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chúng ta đến ly hỏa mà đều. Wow, thật náo nhiệt a. À. Đoạn tinh vũ cuối cùng tỉnh lại, quét mắt tứ phương, đột nhiên kêu lên, cái kia hai cái A-Nhi-San đâu, còn có cái kia sư tử đâu. A-Nhi-San bọn hắn có việc, về sau chúng ta còn nhìn thấy đoạn tinh nguyệt trong nháy mắt bốc hơi trong mắt nước mắt, cưng chiều sờ lên đoạn tinh vũ cái đầu nhỏ, nhưng trong lòng lại bổ sung một câu thật sự còn có thể tương kiến sao. Ly hỏa đế đô bên trong, ảnh phong một mực cúi đầu, tâm tình mười phần rơi xuống, căn bản không có tâm tư quan sát cảnh sát chung quanh. Tiêu phàm đi đến ảnh phong bên cạnh, vỗ vỗ ảnh phong bà vai, cười nói tất nhiên thật sự quyết tâm, vậy thì cố gắng theo đuổi, mang theo tiểu minh cùng đi, ta cũng yên tâm điểm, vạn nhất tìm không thấy ta, sau 3 tháng chiến hồn học viện khảo hạch chúng ta cũng có thể nhìn thấy là đa tạ công tử ảnh phong trong mắt lóe lên không rõ kích động không kịp nghĩ nhiều liền biến mất ở trong đám người tiêu phàm ngồi ở tiểu kim trên lưng đi ở dùng hỏa vân thạch phô thành trên đường cái trong lòng có chút tịch mịch ảnh phong rời đi lại chỉ có tiểu kim một người bồi tiếp hắn dù sao cũng phải học được tự mình một người sinh hoạt a tiêu phàm tâm bên trong thở dài mấy tháng này đến nay ở nơi này tu luyện trên đường, vẫn luôn có người bồi tiếp hắn. Thế nhưng là, người bên cạnh cái này đến cái khác rời đi, mà hắn, cũng từ nhỏ tiểu chiến linh tu sĩ, trở thành chiến vương cường giả, hết thầy đều cảm giác quá mộng ảo. Ly hỏa đế đô cực kỳ phồn hoa, hai bên đường phố cắm đầy hỏa cây phong, cho người ta một loại nhiệt huyết minh mông cảm giác, hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, rực rỡ muôn màu, để cho người ta có chút bận tiếu tích trên đường người đến người đi, chen vai thích cánh, rất nhiều tu sĩ cưới cao lớn uy mãnh hồn thú ngang ngược, một mặt bộ dáng cao cao tại thượng, coi thường người đi trên đường. Rất nhiều người trên thân, mặc tỏa ra ánh sáng lung linh chiến bào, uy phong lẫm lẫm, tiêu phàm không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, hắn cùng với người nơi này so sánh, hoàn toàn chính là một cái chân chính nhà quê. Một bộ thông thường không thể bình thường hơn áo đen, cùng thành phố này lộ ra không hợp nhau tiêu phàm thần sắc không khỏi có chút mê mang, không chỉ nên đi phương nào. Trước tiên tìm một nơi ở A, sau đó lại tìm hiểu sinh tử đấu trường sự tình, ngược lại chiến hồn học viện khảo hạch còn muốn ba cái tháng sau. Tiêu phàm âm thầm làm một cái quyết định. Ly hỏa đế đô rất lớn, nhưng mà tìm một gian khách sạn vẫn là rất dễ dàng, hai bên đường phố khắp nơi đều là. Khách quan, là nghỉ chân vẫn là ở lâu dài. Một gian tử lâu trước quầy, trường quý cười nhẹ nhàng nhìn xem tiêu phàm đảo ở lâu dài, tiêu phàm nói. Chúng ta vân lai khách sạn có thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc phòng trọ, từ hoàng hào phòng trọ 100 cái phẩm hồn thạch một ngày, huyền tự hào phòng trọ 500 cái phẩm hồn thạch một ngày, phòng chữ địa phòng trọ hai thiên hạ phẩm hồn thạch một ngày, thiên địa hào phòng trọ 5 thiên hạ phẩm hồn thạch một ngày. Trưởng quý cười nói, cũng không có bởi vì tiêu phàm ăn mặc mà có nửa điểm khinh thị. Tiêu phàm tâm bên trong thầm mắng, khách sạn này thật đúng là không phải bình thường hố cái này căn bản là đang rực tiền a bất quá hắn bề ngoài vẫn là giữ vững bình tĩnh đạo khác nhau ở chỗ nào sao tự nhiên có khác nhau khách quan ngài đừng nhìn năm thiên hạ phẩm hồn thạch ở một ngày rất đắt dù sao mỗi cái trong phòng thiên địa linh khí cũng không giống nhau trưởng quý giải thích nói nếu như ngài nếu là cảm thấy quý từ hoàng hào phòng trò cũng không tệ ở vẫn là hết sức sảng khoái cho ta một gian phòng chữ thiên phòng trọ mở ba tháng tiêu phàm không chút nghĩ ngợi nói điểm ấy hồn thạch đối với hắn mà nói còn không tính cái gì. Dù sao, cái kia cung cấp cho lăng vân thương hội cái kia ba loại dược dịch còn tại liên tục không ngừng cho hắn kiếm lời hồn thạch đâu, mỗi tháng thẩm chấn đào đều sẽ đem những cái kia hồn thạch đánh vào hắn hồn thạch trên thẻ. Hắn sở dĩ định ba tháng, chỉ là không muốn tại chiến hồn học viện khảo hạch phía trước vì thường xuyên tìm kiếm chỗ ở mà phiền phức. Ba tháng, khách quan người xác định, trưởng quý còn tưởng rằng mình nghe lầm, cũng không phải không ai mở thời gian dài như vậy, chủ yếu là tiêu phàm cái này ăn mặc không quá giống A. À. Ba tháng cộng lại nhưng là muốn 40 ngũ vạn hạ phẩm hồn thạch, đối với rất nhiều người tới nói, tuyệt đối là một bút của cải đáng giá. Đối với trưởng quỹ nghi vấn, tiêu phàm trực tiếp lấy ra một chương hồn thạch tạp, đặt tại trên quầy. Trưởng quỹ cũng không khách khí, trực tiếp cầm hồn thạch tạp quét qua 40 ngũ vạn hạ phẩm hồn thạch, cười ha hà cầm một chương thẻ phòng thay cho tiêu phàm, khách quan, Ngươi vận khí thật tốt, vừa vặn còn lại cuối cùng một gian phòng chữ thiên phòng trọ. Đa tả, tiêu phàm cười cười, hắn mười phần hoài nghi trưởng quý lời nói tính chân thực. Chậm đá, làm tiêu phàm vừa mới tiếp nhận thẻ phòng lúc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy năm thân ảnh đi tới, cầm đầu là một cái trắng y thanh niên. Trưởng quý sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, một mặt lấy lòng đi tới, cười nịnh nói, đường tam thiếu, này sao lại tới đây? Tiêu Phàm hít hít mắt, lập tức thấy được một cái người quen, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, vỗ vỗ tiểu kim đầu, liền hướng về trong khách sạn vừa đi đi. Tiểu tử, bản thiếu đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Cái kia trắng y thanh niên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trưởng quỹ một mắt, lách mình chặn tiêu phàm đường đi. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Tiêu phàm hai mắt khẽ hít một cái, người này thật là bá đạo vô lý. Vậy ngươi cho rằng bản thiếu đang nói chuyện với người nào? Trắng y thanh niên rất khó chịu tiêu phàm thái độ, cách hỏa đế đô vùng này phụ cận, có ai không cho hắn đường tam thiếu mặt mũi, tiểu tử này dám không nhìn chính mình, nhưng trong lòng của hắn giận dữ. Ta biết ngươi sao, phiền phức nhường một chút, tiêu phàm nhún nhún vai, trực tiếp vòng qua trắng y thanh niên đi ở giữa vừa đi đi. Cho ngươi liền ngươi không biết xấu hổ, trắng y thanh niên lạnh rên một tiếng, đưa tay hướng về tiêu phàm chộp tới tiêu phàm phản ứng rất nhanh, một cái lắc mình, liền đã xuất hiện ở ngoài mấy thước. Nguyên lai có chút thực lực, ta liền nói ngươi làm sao dám tại bản thiếu trước mặt phách lối. Trắng y thanh niên khóe miệng khẽ cong, ngay tại lúc đó, cách đó không xa ba người bỗng nhiên xông tới, cái cuối cùng do dự chốc lát, cuối cùng cũng vẫn là đi tới. Tam thiếu, tính toán, một cái khác thanh bào thanh niên mở miệng, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt có chút lấp lóe như có chút kiêng kỵ đồng dạng tính toán tráng y thanh niên nói trở mặt liền trở mặt căm tức nhìn bên cạnh thanh bảo thanh niên nói trần phong bản thiếu coi trọng ngươi an bài chỗ ở cho ngươi ngươi cùng ta nói tính toán không tệ cái kia thanh bảo thanh niên không là người khác chính là tuyết nguyệt hoàng triều trần gia trần phong tại tuyết nguyệt hoàng triều hắn có thể làm mưa làm gió nhưng mà ở đây là long hắn cũng phải cuộn lại tam thiếu trần phong sắc mặt khó coi nhưng mà hắn ở đây vẫn không muốn cùng tiêu phàm là địch nếu như là bình thường hắn tự nhiên ước gì tiêu phàm chết nhưng khi hắn biết nam cung giả dích thân phận sau đó hắn liền triệt để từ bỏ cùng tiêu phàm là địch dự định chủ yếu nhất là đệ đệ của hắn trần hạo nói cho hắn biết tiêu phàm còn cùng tuyết lầu có rất lớn quan hệ ngày đó trần gia thế nhưng là suýt chút nữa bởi vì chuyện này đem trần thiên minh đều cho trục xuất gia tộc đương nhiên chuyện này cũng chỉ có trần gia dòng chính biết về sau bởi vì tuyết ngọc long cái chết chuyện này cũng sẽ không phải mà kết thúc nhưng mà, Trần Phong vẫn như cũ không dám tiêu phàm là địch, tuyết lầu cũng đủ để giết hắn Trần ra. Mặt khác tuyết ngọc hiên cùng tiêu phàm cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp, hai điểm này cơ hồ bóp hắn Trần Phong mệnh môn. 3. Nhưng mà, Trần Phong lời nói chưa dứt âm, trắng y thanh niên đường tam thiếu trực tiếp trở mặt không quen biết, một cái tát vung đến Trần Phong trên mặt, một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay in vào Trần Phong trên mặt. Trần Phong sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, quả thực là một chữ đều không nói được, đây thật là tai bay vạ gió tiêu phàm lắc đầu đối với trần phong thật có thể nói là hết sức thất vọng đường đường tuyết nguyệt hoàng triều hoàng thành mười tú đối phó một cái con nhà giàu dũng khí cũng không có dù là trần phong nắm giữ bảy phẩm chiến hồn đoán chừng cũng dừng bước tại này đột phá chiến vương cảnh một người tâm cảnh rất trọng yếu chỉ có tâm đầy đủ kiên nghị mới có thể lĩnh mộ thế ta đường trạch chuyện quyết định chưa từng có không làm được dù ngươi ở đây kỳ kỳ oai oai sao tráng y thanh niên đường trạch căm tức nhìn trần phong một mắt sau đó lại nhìn về phía tiêu phàm tiện tay ném ra một chương hồn thạch tạp đào hôm nay ngươi nhường cũng phải để không làm cho nhường bằng không bằng không cái gì tiêu phàm con mắt lạnh lẽo quản vị nhìn xem đường trạch dạng này hoàn khố tử đệ hắn thấy được nhiều lắm đều là cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ hắn tiêu phàm như lùi một bước đường trạch tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước không bằng cường thế đến cùng đường trạch cảm nhận được tiêu phàm khí thế trên người, hơi sướng sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, người dám cùng bản thiếu đùa nghịch hung ác. Hôm nay, không gãy hai người một tay, đừng nghĩ đi ra ở đây. Đường tam thiếu, trưởng quý sắc mặt vô cùng nóng nảy, ở đây mở cửa làm ăn, thế nhưng là chính hắn không thể trêu vào cái này đường tam thiếu A. Cho bản thiếu cút sang một bên, đường trạch một cước đá vào trưởng quý trên lồng ngực, trưởng quỹ chỗ nào là đối thủ của hắn, trực tiếp bay ngược mà ra nặng nề nện ở trên vách tường trong miệng tiên huyết cuồng phún tiêu phàm thần sắc cứng lại cái này đường trạch thật đúng là không phải bình thường bá đạo cũng dám liền trưởng quý cũng dám đánh tiểu tử có gan cho ta đi ra ta bảo đảm chỉ cần hai ngươi một tay đường trạch sắc mặt ngoan độc vô cùng một mặt bộ dáng cao cao tại thượng đường trạch bên người ba người cũng cười lạnh không thôi tiểu tử này dám đắc tội tam thiếu đây không phải muốn chết sao bốn phía không thiếu tu sĩ cũng vây quanh tùy tiện đến đâu người xem náo nhiệt cũng sẽ không rất ít may mắn tai nhạc hỏa có thầm than tiếc hận cũng có thần tình lạnh nhạt trần phong thần sắc một hồi phức tạp khẽ cắn môi lấy dũng khí gọi được tiêu phàm phía trước đảo đường tam thiếu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng trần phong ngươi thì tính là cái gì tam thiếu coi trọng ngươi mới đánh tính toán kết giao ngươi ngươi cũng dám ăn cây táo rào cây sung đối với ăn cây táo rào cây sung đồ vật chúng ta cũng là xử lý như thế nào đánh gãy tứ chi phế đi chiến hồn này cũng nhẹ tốt nhất cắt đầu lưỡi móc hai mắt đường trạch ba cái chó săn người một mắt ta một lời trên mặt mang tà tà nụ cười trần phong nghe vậy không khỏi sợ run cả người hôm qua hắn vừa mới đến ly hỏa đế đô lại đụng phải đàm trạch đường trạch lúc đó đợi hắn cũng không phải là như vậy thậm chí hôm qua còn mang theo hắn đi say hoa lâu tiêu hồn một cái buổi tối làm sao biết cái này đường trạch như thế tâm ngoan ai hai tiểu tử này thật đúng là xui xẻo vận a à, đoán chừng là hoàng triều cùng vương triều tới tham gia chiến hồn học viện khảo hạch a à, đáng tiếc đụng phải đường trạch ai nói không phải thì sao đường trạch thế nhưng là ngoại thành nổi danh hoàn khố hơn nữa đường ra tại ngoại thành thế hệ này thế lớn người bình thường cũng không dám đắc tội hắn nếu là sớm biết đường trạch làm người bọn hắn cũng sẽ không đắc tội ta nghe nói đoạn thời gian trước có hai cái hoàng thành tới tu sĩ bởi vì chọc giận hắn bị hắn thiên đao vạn quả trong đó một cái nữ tính tu sĩ tước thì bị ai ngược lại rất tàn nhẫn đám người chung quanh khe khẽ bàn luận lấy tận lực đè thấp lấy âm thanh sợ đắc tội đường trạch tiêu phàm trong mắt trải qua một vòng lãnh ý cái này đường trạch thật đúng là không phải là một cái món hàng tốt trần phong ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi đắc tội bản thiếu sẽ có kết cục gì bất quá bây giờ bản thiếu tâm tình đột nhiên tốt chỉ cần ngươi đoạn mất hai tay của hắn chuyện này bản thiếu không truy cứu nữa đường trạch cười nhạt một cái nói trên mặt lộ ra một vòng tà khí hắn rất thích xem đến bị người đau đớn dãy rùa bộ dáng đến mức những năm này chết ở trong tay hắn không có một trăm cũng có mấy chục con mẹ nó ngươi chính là một cái biến thái điên rồ trần phong gần như gào thét căm tức nhìn đường trạch đường trạch nghe vậy nụ cười trên mặt trầm rãi ngưng kết sát khí trầm trầm nhìn xem trần phong đạo người dám mắng ta đã người muốn chết ta thành toàn ngươi vừa dứt lời đường trạch thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở trần phong bên cạnh một trường hướng về trần phong đỉnh đầu vỗ tới lan cũng liền tại lúc này một đạo thiểm điện xuất hiện bộp một tiếng đường trạch thân ảnh bay ngược ra ngoài trực tiếp nện ở bên ngoài trên đường phố tại trần phong trước mặt nhưng là xuất hiện một thân ảnh ngoại trừ tiêu phàm còn có thể là ai trần phong toàn thân khẽ run lên vừa mới hắn mặc dù có thể đánh trả nhưng mà hắn nghĩ ngạnh kháng đường trạch nhất kích giải quyết xong ân oán nhưng mà không nghĩ tới tiêu phàm vậy mà ra tay rồi đám người kinh hãi nhìn xem tiêu phàm bọn hắn cũng bị tiêu phàm thực lực cho khiếp sợ đến tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn đương nhiên để cho bọn hắn kinh hãi chính là tiêu phàm cũng dám đối với đường trạch ra tay đây không phải muốn chết sao. Có ít người, quá nuông chiều hắn, nhẫn là không có hữu dụng. Không đánh đến hắn chịu thua, hắn tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn chầm chầm trên đường cái đường trạch cười lạnh nói. Trần Phong nuốt nước miếng một cái, hắn biết, tiêu phàm mà nói nói là cho hắn nghe, tiêu phàm vẫn là bá đạo như vậy, quả quyết. Trần Phong trong lòng khẽ run lên, hắn lúc này mới phát hiện, tự mình tới đến ly hỏa đế đô sau đó, liền mục tiêu đều mất phương hướng từng tại chiến tông cảnh đều có không sợ thiên hạ chi tâm bây giờ đột phá chiến vương lại bó tay bó chân ta đã biết cám ơn ngươi trần phong hít sâu một cái nói sâu đậm hướng về phía tiêu phàm nhất bái bây giờ trong lòng của hắn như có một chút hiểu ra ẩn ẩn có một loại muốn đột phá chiến vương trung kỳ xu thế tiêu phàm nhàn nhạt gật đầu vui vẻ đón nhận một lễ này trong lòng thầm than quả nhiên không hổ là hoàng thành mười tú một điểm tức thông hắn biết sau này Trần Phong nếu như không có ngoài ý muốn gì, nhất định sẽ nhảy lên ngàn dặm. Còn đứng ngây đó làm gì, làm cho ta chết hắn. Trên đường cái truyền đến đường chạch tiếng gầm gừ, hắn tức giận xông vào trong khách sạn. Muốn đánh, đi bên ngoài đánh, đừng làm dơ khách sạn. Tiêu phàm lạnh lùng phun ra một thân ảnh, lách mình xông tới, vừa mới xông vào khách sạn đường chạch, lại bị tiêu phàm hung hăng quạt một bạt tai. Má bên kia lại thêm một đạo dấu năm ngón tay, đám người thấy thế, hít vào nguồn khí lạnh, không khỏi thầm than, thiếu niên mặc áo đen này thật đúng là một cái ngoan nhân. Đường trạch đùa nghịch hung ác, ta thì càng hung ác, xem ai so với ai khác hung ác. Trưởng quý cảm kích nhìn tiêu phàm bóng lưng, thở sâu, quay người rời đi. Đường trạch ba cái chó săn cũng liền vội vàng xông ra khách sạn, bốn người đem tiêu phàm vây quanh ở trung ương. Hôm nay không đánh đánh gãy ngươi tứ chi, nát ngươi hồn hải, lão tử sẽ không họ đường đường trạch trên mặt thoáng qua nụ cười tàn nhẫn, cũng liền tại lúc này, một hồi đau rát đau từ trên mặt hắn truyền đến, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Xem ra hàm răng của ngươi tương đối cứng rắn. Tiêu phàm nhe răng nở nụ cười, đạp chân xuống, cả người tựa như cùng gió hòa làm một thể. Ba 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 tương đương. Liên tục mười mấy bàn tay vung đến đường trạch trên mặt, trên không tiên huyết bắn tung tóe càng là bay ra mấy cái răng, đám người cũng hoàn toàn bị tiêu phàm hung ác cho khiếp sợ đến. Trước mặt nhiều người như vậy, đánh đập đường trạch, đây chính là đem đường ra cho tội thảm rồi a. À. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người sau bữa ăn đề tài câu chuyện, đường trạch cũng triệt để trở thành trò cười. Đường trạch ba cái chó săn cũng hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu phàm một cái tay gắt gao bóp lấy đường trạch cổ, đường trạch căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có, gân xanh trên trán bạo khởi hận không thể đem tiêu phàm ăn sống nuốt tươi rất nhiều người trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng vì cái gì cùng là chiến vương cảnh sơ kỳ tranh lệch lại lớn như vậy đâu tiểu tử thả tam thiếu bằng không đánh gãy ngươi tứ chi để cho ngươi sống không bằng chết đường Trạch một cái chó săn uy hiếp nói nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi a à, lời nói chưa dứt âm người kia bỗng kêu thảm một tiếng đám người còn nghe được một tiếng răng rắc thanh âm liền thấy người kia hai tay kéo tủng xuống, cả người ngồi sập xuống đất, hai mắt đỏ bừng, tứ chi rõ ràng bị đoạn mất. Đánh gãy ta tứ chi, tiêu phàm thần sắc lạnh lùng, như ném con gà đồng dạng đem đường chạch ném xuống đất, thân ảnh lần nữa khẽ động. Lại một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người kia nhưng là phát ra ô thanh âm ô ô, trong miệng tiên huyết cuồng phún, tại người kia trước người, là một đoạn đầu lưỡi. Cắt ta đầu lưỡi, tiêu phàm thanh âm lạnh như băng vang lên đám người tim mật phát lạnh, tất cả đều bị tiêu phàm khí thế cùng hung ác chấn trụ, cái gì gọi là hung ác, cái gì gọi là điên cuồng, ở nơi này thiếu niên mặc áo đen trên thân, lấy được rất tốt giải thích. Người cuối cùng dòa đến sắc mặt tái nhợt, nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, nhấc chân chạy. Chạy, chạy trốn được sao? Tiêu phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người, thân hình hắn lóe lên, quỷ dị tại chỗ biến mất, một cái hô hấp phía sau, lại lần nữa về tới tại chỗ ta à, con mắt của ta lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên cái kia trốn chạy tu sĩ hai mắt nhắm nghiền tiên huyết róc rách mà chảy bộ dáng mười phần thê thảm hiện trường câm như hến cây kim rơi cũng nghe tiếng ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào tiêu phàm trên thân đào ta hai mắt tiêu phàm hít hít hai mắt thần sắc bình tĩnh vô cùng đối với những người này hắn không có bất luận cái gì thương hại thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn nhiều nếu như không phải thực lực của hắn thấp, bây giờ ngã trên mặt đất bị đoạn mất tứ chi chính là hắn Tiêu Phàm, bị cắt đầu lưỡi cũng là hắn Tiêu Phàm, bị móc ánh mắt như trước vẫn là hắn Tiêu Phàm. Thế giới này, thực lực mới là vương đạo, hắn Tiêu Phàm không khi dễ người, nhưng là xưa nay sẽ không bị người khác khi dễ, đây chính là hắn làm người chuẩn tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Trần Phong cũng bị Tiêu Phàm cường thế cho khiếp sợ đến bất qua hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần cho tới nay tiêu phàm đều không phải là hung hăng như vậy sao chỉ cần không chủ động chọc hắn hắn người này vẫn là rất dễ nói chuyện đường trạch chỉ là xui xẻo mà thôi ai bảo hắn người khác không gây hết lần này tới lần khác muốn gây tiêu phàm đâu tiêu phàm trước đây thế nhưng là liền hoàng thành mười tú cũng dám giết ngoan nhân a à, huống chi bây giờ đột phá chiến vương cảnh tiểu tử ta đường trạch thề ngươi nhất định phải sống không bằng chết diệt ngươi cửu tộc đường trạch quỳ trên mặt đất đem hết toàn lực gào thét trần phong sắc mặt phát lạnh chuẩn bị tiến lên đạp đường trạch một cước bất quá lại bị tiêu phàm đánh gấy chó sủa mà thôi để ý đến hắn làm cái gì hắn bây giờ đã không họ đường tại sao phải sợ hắn sao đám người nghe vậy thiếu chút nữa thì bật cười phía trước lời này không phải đường trạch chính mình nói sao nếu như đường trạch không họ đường tại chỗ lại có mấy người sẽ biết sợ hắn đâu người tới tiến đưa đường tam thiếu trở về Đột nhiên, trong đám người vang lên một thân ảnh, chỉ thấy một người mặc rộng lớn nho bào nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặt như đau tước, hai con người thâm thúy, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ đại gia phong phạm. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một cái áo bào cho lão giả, lão giả khuôn mặt gầy gò, khô trắng vô cùng, tựa như một hồi gió lớn, đều có thể đem hắn hất bay đồng dạng. Bất quá, tiêu phàm cũng không dám xem thường hắn, cái này khô gầy lão giả hai con người trong suốt, tiêu phàm căn bản nhìn thấu không được hắn mảy may người này thực lực tuyệt đối không đơn giản tại bên cạnh hai người nhưng là sắc mặt trắng bạch trưởng quỹ hai người này rõ ràng là hắn mời tới tam gia hướng trường lão đám người nhìn thấy trung niên nam tử kia cùng khô gầy lão giả vội vàng chào hỏi trong mắt đều là vẻ cung kính nguyên bản đường trạch còn nghĩ phóng vài câu ngoan thoại bất quá khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên lúc sắc mặt hơi đổi một chút hắn suýt nữa quên mất cái này vân lai khách sạn, thế nhưng là cái này tam gia địa bàn. Tiêu phàm hơi kinh ngạc, cái này đường trạch lai lịch có vẻ như không nhỏ, như thế nào sợ hãi như vậy đâu. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, nam tử trung niên sau lưng bốc lên bảy tám người, mang theo đường trạch bốn người biến mất ở trong đám người. Về sau ai còn dám tới vân lai khách sạn quấy rối, đừng trách y mỗ không khách khí. Trung niên nam tử kia đột nhiên nhìn xem bốn phía tu sĩ thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy sát khí, bốn phía tu sĩ nghe vậy, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Họ y, tiêu phàm tâm bên trong khẽ động, hắn nhưng là nghe nói qua ly hỏa đế đô tam đại thế lực bá chủ gia tộc A. Ngoại trừ đế thất nam cung gia tộc bên ngoài, sở gia, y gia, cùng chữ gia thế nhưng là nhường các đại thế lực hòa gia tộc đều phải ngưỡng vọng tồn tại, khó trách đường chạch sẽ như vậy sợ hãi. Hai vị tiểu hiếu, Vân Lai khách sạn cho hai vị tạo thành không tiện, y mố ở đây xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt, không biết hai vị tiểu hữu phải chăng cho chút thể diện. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía tiêu phàm cùng Trần Phong Đảo. Tiêu phàm kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại bỏ lòng kiêu ngạo, tới mời chính mình, cho mình bồi tội. Tiền bối nghiêm trọng, tiêu phàm hơi hơi thi lễ, đối phương nể mặt, hắn tự nhiên cũng không thể đánh mặt. Tiểu hữu, thỉnh nam tử trung niên cười cười, làm một cái thủ hiệu mời. Trần Phong do dự một chút, nhìn thấy tiêu phàm cho hắn một ánh mắt, cuối cùng vẫn là đi theo, tiểu kim tự nhiên đi theo tiêu phàm sau lưng. Tiểu tử này thật đúng là thật là lớn vận đạo, vậy mà nhường y mây y tam gia coi trọng, tiến vào chiến hồn học viện đó là chuyện tất nhiên. Thực lực của hắn vốn là không kém, tiến vào chiến hồn học viện hy vọng rất lớn, không cần thiết ôm tam gia đùi, các ngươi cũng biết, tam gia người này, liền thích quảng giao tài tuấn đoán chừng là vừa ý tiểu tử này thực lực không tệ bất quá chỉ bằng vào điểm này đoán chừng đường trạch cũng không dám đến tìm tiểu tử kia phiền toái làm tiêu phàm bọn hắn biến mất ở trong khách sạn đám người liền bắt đầu không chút kiên kỵ nghị luận lên vừa rồi nam tử trung niên y mây ở thời điểm ai cũng không dám há mồm thở dốc một gian cửa bao xương tiêu phàm do dự một chút vẫn là nói tiền bối đây là ta đồng bạn có thể hay không đương nhiên có thể, hồn thú linh trí vốn là không thấp, chỉ là chúng ta nhân loại tự cho là đúng, hơn người một bậc mà thôi. Không đợi tiêu phàm nói xong, y mây đánh liền đánh gãy tiêu phàm mà nói. Đa tà tiền bối, tiêu phàm hơi hơi thi lễ, y mây hình tượng trong lòng hắn lại cao mấy phần. Sau đó ba người đi đến trong dạp ngồi xuống, phòng khách rất lớn, món ăn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tài hạ y mây, vị này là hướng trường lão, hai vị tiểu hữu là tới tham gia chiến hồn học viện khảo hạch a y mây trước tiên mở miệng cười nhẹ nhàng đảo tiêu phàm cùng trần phong gật gật đầu y mây cười cười nói vậy vận khí của các ngươi cũng không tệ hướng trường lão nhưng chính là chiến hồn ngoài học viện viện trường lão mời hai vị tiểu hữu thứ nhất là cho hai vị tiểu hữu bồi tội thứ hai là muốn giới thiệu hai vị nhận biết hướng trường lão tiền bối khách khí tiêu phàm cùng trần phong vội vàng đáp lễ hai người đều lòng dạ biết rõ cái này nhận lỗi đoán chừng chiếm số ít cái sau mới chiếm đa số chỉ là giới thiệu hai người cho chiến hồn ngoài học viện viện trưởng lão nhận biết thì có ích lợi gì đâu lão hủ hướng vinh hướng trường lão cười nói hai vị tiểu hữu hẳn còn chưa biết a à, chiến hồn học viện tổng cộng có bốn viện thiên phủ mà các huyền cung linh điện thiên phủ cùng mà các thuộc về nội viện bình thường chỉ có ngoại viện người mới có tư cách đi vào mà huyền cung cùng linh điện là thuộc về ngoại viện một khi khảo hạch thành công, các người có thể lựa chọn tiến vào huyền cung vẫn là linh điện, huyền cung cùng linh điện ở giữa là bình đẳng quan hệ, lão hủ chính là linh điện trưởng lão, hay vì tiểu hữu nếu như có thể thông qua khảo hạch, hy vọng các người có thể gia nhập vào ta linh điện. Nếu như thông qua khảo hạch, ta nguyện ý. Trần Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng đảo, nói đùa cái gì, đây chính là chiến hồn học viện trưởng người quen cũ từ mời A, cơ hội như vậy làm sao có thể cự tuyệt đâu. Hảo hướng trường lão hài lòng gật gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn bất quá trong mắt của hắn lại rơi tại tiêu phàm trên thân rõ ràng hắn để ý hơn chính là tiêu phàm bất quá tiêu phàm nhưng là mười phần bình tĩnh hắn không tin trên trời có rớt đĩa bánh sự tình nghi ngờ nói xin hỏi hướng trường lão linh điện cùng huyền cung khác nhau ở chỗ nào sao tạm thời tới nói linh điện không bằng huyền cung bất quá ta tin tưởng đây là thế nhân không hiểu rõ linh điện mà thôi một ngày nào đó linh điện tuyệt không phải huyền cung có thể so sánh hướng trường lão ho khan mấy tiếng nói nói chính hắn đều giống như có chút ngượng ngùng tiêu phàm ánh mắt nhìn chòng chọc vào hướng trường lão tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời của hắn đồng dạng ngược lại đột nhiên không giải thích được đảo hướng trường lão người có phải hay không có bệnh hướng trường lão người có phải hay không có bệnh lời này vừa nói ra trần phong trần mắt hốc mồm nhìn xem tiêu phàm trong mắt đều là vẻ kinh hãi Y Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Đồng dạng, hướng trường lão sắc mặt cũng không tốt gì, sắc mặt xanh xám vô cùng, qua nhiều năm như vậy, linh điện mặc dù xuống dốc, nhưng mà còn không có ai dám nhục mạ mình. Người trẻ tuổi này, quá cuồng vọng, tự cho là có chút thực lực, liền không coi ai ra gì, chẳng lẽ không biết lão tử một cái ngón tay có thể diệt ngươi sao? Tiêu phàm vội ho một tiếng, hắn cũng phát hiện mình nói sai, liền vội vàng giải thích, hướng trường lão, ta không phải là ý tứ này, ta là nói, thân thể của ngươi có phải bị bệnh hay không? Không biết ngươi ở đây nói cái gì? Hướng trường lão thần sắc lập tức trở nên băng lạnh, tựa như so tiêu phàm nhục mà hắn còn nghiêm trọng hơn đồng dạng. Một vòng u lãnh chi quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất, y vân vừa vặn bắt được, sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem tiêu phàm, chẳng lẽ tiểu tử này nói đúng, hướng vinh cơ thể thật sự có bệnh? Nếu ta đoán không lầm, hướng trường lão lúc tu luyện, hồn lực chịu đựng sao động, không bị khống chế, thậm chí không cách nào ngưng luyện hồn hải A. À. Tiêu phàm cũng không gấp gáp. Ngược lại đã đắc tội hướng trường lão, cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, không bằng đắc tội tới cùng, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Hướng trường lão cũng nhìn không được nữa, sát khí lạnh lẽo nở rộ mà ra, khí thế bàng bạc phóng tới tiêu phàm. Tiêu phàm chỗ nào là đối thủ của hắn, ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi trong lòng âm thầm kinh hãi chiến hoàng giống cũng liền tại lúc này tiểu kim đột nhiên gầm thét dựng lên nhìn thấy tiêu phàm ăn quả đắng nó triệt để nổi giận một đạo màu vàng hỏa quang từ trong miệng hắn phun ra nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập cả phòng y vân cùng hướng trường lão sắc mặt hai người biến đổi muốn trốn tránh nhưng mà trong phòng quá nhỏ căn bản không nhưng mà chỗ hai người chỉ có thể dùng hồn lực ngăn cản ngọn lửa kia thiêu đốt thế nhưng Bọn hắn quá xem thường ngọn lửa màu vàng óng này, hồn lực của bọn họ trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm thiêu, áo bào cũng trong nháy mắt trở nên cháy đen vô cùng. Tiểu Kim, dừng tay." Tiêu Phàm nhất âm thanh quát nhẹ, vội vàng ngừng Tiểu Kim, cái này Y Vân cùng hướng Vinh thân phận của hai người cũng không đơn giản, hắn cũng không muốn đem hai người triệt để làm mất lòng. Tiểu Kim gầm thét vài tiếng, con mắt màu vàng óng lạnh lùng nhìn chằm chằm bị đốt thành than đen vậy Y Vân cùng hướng Vinh, chỉ cần hai người còn dám có bất kỳ dị động dù là đối phương là chiến hoàng cảnh hắn cũng giết chết bất luận tội y tam gia có nhiều quấy dày xin lỗi về sau lại đến môn bồi tội tiểu kim chúng ta đi tiêu phàm chắp tay một cái đảo ngữ khí rất cường ngạnh quay người liền hướng ngoài cửa đi đến tất nhiên đối phương không để ý tới mình hảo ý vậy lưu ở đây lại có ý nghĩa gì nếu như không phải tiểu kim vừa rồi hắn có thể đã chết trần phong do dự một hồi vẫn là đi theo tiêu phàm đắc tội hai người này hắn lưu tại nơi này tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. Tiểu Hiếu, các loài. Y Vân đột nhiên kêu lên, nhìn về phía tiêu phàm con mắt lại không khinh thị lúc trước, phía trước hắn mặc dù thái độ nhiệt huyết, nhưng bao nhiêu con là đem tiêu phàm xem như tiểu bối nhìn ngốc, mà bây giờ, hắn lại đem tiêu phàm trở thành cùng một tầng thứ người. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào tiểu kim trên thân lúc, trở nên cực kỳ thận trọng, vừa rồi ngọn lửa kia thật sự là quá bá đạo, liền hắn cái này chiến hoàng cảnh đều có chút sợ hãi khó trách tiêu phàm không chút kiêng kỳ đi theo chính mình tiến nhập phòng, nguyên lai là có vật nhỏ này làm chỗ dựa. Y tam gia còn có chuyện gì sao? Tiêu phàm quay đầu nhìn về phía y vân, thản nhiên nói, đến nỗi cái kia hướng vinh trưởng lão, hắn trực tiếp cũng không nhìn một cái. Thật kiêu ngạo thiếu niên. Y vân cùng hướng vinh trong lòng hai người hơi kinh hái, cái này áo đen tiểu tử mặc dù chỉ là chiến vương cảnh sơ kỳ, nhưng trên thân đã tản ra một cỗ hoàng giả mới có đặc biệt khí chất. Dạng này người, cả tòa ly hòa đế quốc cũng tìm không ra bao nhiêu. Tiểu Hiếu, y mố cho rằng ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, sao không ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Hướng trường lão, y mố nói không sai chứ. Y Vân không thể làm gì khác hơn là làm người hòa giải, lấy tay ở giữa, trên người áo bào lập tức rực rỡ hẳn lên, căn bản không có bởi vì vừa rồi Tiểu Kim ra tay mà giận lây tiêu phàm. Sau đó Y Vân lại cho hướng vinh một ánh mắt, hắn đối với tiêu phàm cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú một cái chiến vương cảnh tiểu tử vậy mà nhường đường đường chiến hồn ngoài học viện viện trưởng già như này tức giận không thể không nói cái này cũng là một phần bản sự có lẽ tiểu tử này thật vẫn nhìn ra cái gì vấn đề cũng khó nói ngươi thật sự nhìn ra trên người ta vấn đề hướng vinh con mắt nhìn chòng chọc vào tiêu phàm tựa như muốn đem tiêu phàm nhìn thấu đồng dạng nhìn ra lại như thế nào nhìn không ra lại như thế nào rất trọng yếu sao nếu như nói Tiêu Phàm còn có thay hắn giải quyết điểm ấy vấn đề tâm tư, nhưng là bây giờ, hắn đã không còn mảy may hứng thú. Hướng Vinh sắc mặt cứng đờ, hắn ẩn ẩn phát hiện là mình càng nghĩ quá rồi, trên người của hắn quái bệnh, ngoại trừ âm thầm tìm luyện dược sư công hội mấy cái alchemist bên ngoài, những người khác tuyệt không có khả năng biết. Trong lòng của hắn càng tò mò hơn là, những cái kia bảy phẩm luyện dược sư đều chuyện không giải quyết được, cái này chiến vương cảnh tiểu tử thật sự liếc mắt một cái liền nhìn ra sao? tiểu hiếu lão hủ hiểu lầm tiểu hiếu có nhiều đắc tội còn xin chớ trách hướng vinh thật sâu hướng về phía tiêu phàm hơi hơi cúi đầu một cử động kia nhường y vân kinh ngạc vô cùng hướng vinh cao ngạo hắn nhưng là rất rõ ràng thân là chiến hồn ngoài học viện viện trưởng lão hắn chưa bao giờ hướng ai cúi đầu ngày hôm nay vậy mà hướng một cái chiến vương cảnh sơ kỳ tiểu tử cúi đầu xuống đây chính là lần đầu tiên sự tình a y vân làm sao biết Hướng Vinh bây giờ trong lòng vội vàng, đế đô ít ỏi mấy cái bảy phẩm luyện dược sư hắn đều tìm khắp cả, nhưng mà không một người nhìn ra hắn đến cùng bị bệnh gì. Hơn nữa, bệnh không nhìn ra, nhưng là cho ra một cái chung kết luận, đó chính là không cao hơn nửa năm, tu vi của hắn sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Loại tình huống này cùng chiến hồn tổn thương đồng dạng, nhưng mà quái gì là, hướng vinh chiến hồn hoàn hảo không chút tổn hại. Hướng trường lão, thân thể ngươi thật sự có bệnh. Vấn đề y vân há miệng mà ra nói đến một nửa phát hiện không đúng vội vàng đổi giọng đúng vậy a à, nguyên bản ta cho là tiểu hữu là từ đâu nghe nói qua lúc này mới nổi giận mà thôi nếu như bị ngoại viện mấy cái láo bất tử kia đã biết chẳng phải là phải chê cười ta hướng vinh khổ tâm cười nói sau đó đem mình quái dị bệnh cần kẽ nói một lần cuối cùng lộ ra ánh mắt mong chờ nhìn về phía tiêu phàm đạo tiểu hữu nếu có thể chữa khỏi vấn đề của ta láo hù vô cùng cảm kích nắm tay lấy ra không nên phản kháng tiêu phàm thở sâu hướng vinh đều buông xuống giá đỡ thật đúng là thành nói xin lỗi nếu như hắn còn không thức tốt xấu ngược lại có hơi quá hướng vinh trên mặt vui mừng mặc dù không biết cho nên nhưng vẫn là không chút do dự nắm tay đặt tải trên mặt bàn tiêu phàm nắm lại mạch đập của hắn nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ được sau nửa ngày tiêu phàm lúc này mới mở hai mắt ra thản nhiên nói chiến hồn không bị thương kinh mạch không bị tổn hại hồn hải cũng không thành vấn đề thật đúng là quái dị nghe được tiêu phàm lời nói hướng vinh đầu tiên là vui mừng lập tức lại khôi phục vẻ ảm đạm tiểu huynh đệ ngươi không phải nhìn ra hướng trường lão vấn đề sao chẳng lẽ liền ngươi cũng không thể chỉ y vân cho là tiêu phàm còn đang tức giận vội vàng mở miệng nói nha y tam gia hướng trường lão các ngươi cũng ở đây a à. đúng lúc này một đạo thanh âm âm dương quái khí từ cửa ra vào truyền đến hướng trường lão thần sắc cứng lại, vội vàng đổi một bộ y phục, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh chi sắc. Hô hấp sau đó, một người mặc trường bào màu tím nam tử đi đến, nam tử không sai biệt lắm năm 60 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, ánh mắt khôn khéo vô cùng, trên mặt mang một tia tà tà nụ cười. Bao chính đức, người đi làm cái gì? Hướng vinh sầm mặt lại, tựa như gặp được cựu nhân đồng dạng. Cái này ly hòa đế quốc ngoại thành, còn có chỗ nào là ta không có thể đi sao? người đàn ông áo bào tím bao chính đức cao ngạo hắn giơ lên đầu đánh giá tiêu phàm một mặt ngoạn vì đạo ta nói hướng vinh ngươi sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a à, liền tiểu tử này cũng có thể trị hảo có thể bệnh của ngươi vừa rồi trong bao xương một màn không có trốn qua bao chính đức hồn lực bắt giữ khi thấy tiêu phàm cái kia trắng nõn non nứt gương mặt lúc hắn liền nghĩ đả kích một chút hướng vinh ai nói ta không có thể đột nhiên một đạo mười phần thanh âm bình tĩnh vang lên trong lời nói tràn đầy một loại vô địch tự tin ai nói ta không có thể lời nói rất bình thản lại tràn đầy vô địch tự tin trong nháy mắt hấp dẫn trong phòng ánh mắt của mọi người tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiêu phàm nói chuyện dĩ nhiên chính là tiêu phàm nghe được tiêu phàm mà nói hướng vinh trên mặt mang một tia kinh hỉ càng là có một chút kinh ngạc túi kia chính đức nhưng là sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo tiêu phàm lời nói tựa như tại đánh hắn khuôn mặt đồng dạng để cho người ta mười phần khó chịu, âm hiểm cười nói tiểu tử, người lớn bao nhiêu. 17. Tiêu phàm không biết vì sao, thản nhiên nói. Tuổi còn trẻ ngươi liền dám ra đây rêu rao lừa gạt, trưởng bối của ngươi là ai, hôm nay ta cần phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Bao chính đức nói nghĩa chính ngôn từ, hắn thấy, có thể lừa gạt được hướng vinh, bối cảnh chắc chắn cũng không bình thường. Vô luận ta trưởng bối là ai, cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem bao chính đức, lại nói, người không công sống mấy chục năm, cũng chưa chắc là một cái mặt hàng nào tốt. Có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào, ngươi là muốn chết sao? Bao chính đức mặt lộ vẻ hung ác nhìn xem tiêu phàm. Bao chính đức, ngươi tốt nhất cút xa chừng nào tốt chừng đấy, đừng tại đây chậm chế ta và tiểu huynh để uống rượu. Hướng vinh một bước ngăn tại tiêu phàm trước người, một cố cường đại khí thế nở rộ mà ra, bao chính đức đột nhiên đến rồi mấy bước nói đùa cái gì thật vất và tìm được một cái có thể trị hết bệnh mình nhân nếu là chết ở bao chính đức trong tay vậy nhiều đáng tiếc hơn nữa lúc trước hắn nhường tiêu phàm thụ thương bây giờ cũng đúng lúc là một cái lấy công chuộc tội cơ hội hảo 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 bao chính đức nói liên tục ba chữ tốt hung tận nhìn xem tiêu phàm ngón tay hướng về phía tiêu phàm chỉ trò đạo chiến vương cảnh sơ kỳ rất đáng gờm đắc tội ta bao chính đức nhân còn không có có thể sống quá ba ngày tiểu tử, ngươi chờ. Phải không? Tiêu phàm cười lạnh, trong tay hắn, lạng yên không tiếng động xuất hiện một tia màu đỏ sương mù. Hừ, hướng vinh, nguyên bản ta còn muốn cứu ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi liền đợi đến tu vi rơi xuống, hồn lực tự bảo mà chết a. À. Bao chính nước lạnh rên một tiếng, nhìn hầm hầm tiêu phàm nhất mắt, liền hướng về bên ngoài dạp đi đến, đúng lúc này, tiêu phàm tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu đỏ sương mù đột nhiên bắn vào bao chính đức hậu tâm bởi vì hai người cách biệt rất gần hơn nữa tiêu phàm tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh căn bản không người phát hiện cái này tương tư đoạn trường hồng mặc dù không cần mệnh của ngươi nhưng là đủ để cho ngươi hàng đêm tê tâm liệt phế tiêu phàm hít hai mắt trong lòng cười lạnh không thôi tương tư đoạn trường hồng là hắn từ tuyết ngọc hiên thể nội rút ra vẫn luôn chưa kịp sử dụng không nghĩ tới ở đây sẽ dùng đến mặt khác trên người hắn còn có mấy sợi mục nát cốt thực hồn tán bất quá tại tiêu phàm trong mắt bao chính đức còn không đáng phải sử dụng loại độc này tiểu huynh đệ ngươi cần gì phải đắc tội hắn đâu bao chính đức người này tâm thuật bất chính làm người âm hiểm cay độc ở nơi này ngoại thành thế nhưng là nổi danh y vân thở dài rất rõ ràng cho dù là hắn cũng không muốn đắc tội bao chính đức a à, so đường trạch còn đáng sợ hơn sao tiêu phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói đường trạch là ỷ vào đường ra có chút thế lực, diễu võ dương oai, bản thân năng lực có hạn, đường ra cũng sẽ không khắp nơi nuông chiều hắn, cho nên đối với chân chính ngoan nhân tới nói, căn bản không cái gì có thể lo lắng. Nói đến đây, Y Vân nhìn nhiều tiêu phàm nhất mắt. Rõ ràng, trong mắt hắn, tiêu phàm chính là một cái ngoan nhân. Dừng một chút, Y Vân tiếp tục nói, nhưng mà bao chính đức khác biệt, bản thân hắn thực lực sẽ không yếu, là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa, hắn vẫn một cái lục phẩm đỉnh giai cấp tột cùng Elcamis. Dạng này a, à, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong đầu rơi vào trầm tư, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình vừa tới Ly Hỏa Đế đô, liền đắc tội hai cái ác nhân. Tiểu huynh đệ, không cần lo lắng, bao chính đức nếu dám gây phiền phức cho ngươi, ta thay người giết hắn. Hướng Vinh đột nhiên vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra hung tận thần sắc. Ta gọi Tiêu Phàm, hay vì tiền bối gọi tên ta là được mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ kêu tiêu phàm không là có ý tốt hay vì tiền bối yên tâm hắn nếu dám đối phó ta ta nhất định cho hắn có đến mà không có về nếu như là trước kia hai người có lẽ còn tại rất biết cho rằng tiêu phàm là cuồng vọng nhưng mà vừa nhìn thấy tiểu kim hai người liền bình thường trở lại tiêu tiểu hiếu, vẫn cẩn thận thì tốt hơn liền sợ bao chính đức âm thầm tính toán y vân biết thuyết phục tiêu phàm vô dụng không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở nói sau đó lại nhìn về phía hướng vinh hướng trường lão vừa rồi bao chính đức ý tứ hắn thật sự có biện pháp chữa khỏi ngươi ta cũng không biết bất quá cái này đã không trọng yếu hướng vinh lắc đầu trong mắt lại thoáng qua một tia vẻ tàn nhẫn tiêu phàm cùng y vân đều nhìn ra cái gì bất quá cũng không có đánh vỡ rất rõ ràng hướng vinh chắc chắn bị băng bó chính đức uy hiếp tiêu huynh đệ ngươi nói ngươi có thể chữa khỏi bệnh của ta cần gì chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm hướng vinh lại mong đợi nhìn xem tiêu phàm đảo ta biết đại khái bên trong cơ thể ngươi tình huống vấn đề mấu chốt vẫn là tại chiến hồn bên trên đây đối với hướng trường lão tới nói cũng là một hồi tạo hóa tiêu phàm gật gật đầu nếu như có thể thu được chiến hồn ngoài học viện viện trưởng già một cái nhân tình cái kia cũng quả thật không tệ tạo hóa chiến hồn chiến hồn không phải không có vấn đề sao hướng vinh nghi hoặc nhìn tiêu phàm Chắc hẳn tiền bối hẳn phải biết, hồn lực sở dĩ sẽ bạo động nguyên nhân A. À? Tiêu phàm cũng không gấp gáp, thứ nhất có thể là cùng tu luyện công pháp có liên quan, có chút công pháp ngưng tụ hồn lực cực kỳ táo bạo, thậm chí có thể đạt đến trình độ không thể nào khống chế. Ta tu luyện công pháp thuộc về không kiêu không gấp một loại, cùng táo bạo không quan hệ. Hướng Vinh lắc lắc đầu nói. Tiêu phàm gật gật đầu, điểm này hắn cũng đoán được không có khả năng, lại nói, người thứ hai có thể, đó chính là cùng chiến hồn có liên quan rồi cùng một phẩm giai chiến hồn có am hiểu công kích cũng am hiểu phòng ngự cũng tỷ như bảy phẩm chiến hồn huyết ngọc bạch hổ cùng kinh lôi đao huyết ngọc bạch hổ liền ôn hòa rất nhiều cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là tại chiến hồn bên trên tiêu tiểu hiếu người đây thì nhìn sai rồi hướng trường lão chiến hồn cũng không phải công kích loại hình mà là tử vũ loan một bên y vân cười nói hướng vinh thần sắc hơi hơi ngưng lại chẳng lẽ tiểu tử này tại lừa gạt ta một bên trần phong thần sắc khẩn trương nếu như tiêu phàm thật là đang lừa dối hướng vinh kia tuyệt đối chắc chắn phải chết chiến hoàng cảnh cũng không phải ngươi một cái tiểu tử có thể trêu tiêu phàm cười cười đạo hướng trường lão ngươi lúc ban đầu chiến hồn hẳn không phải là tử vũ loan a à. y vân lộ ra vẻ cổ quái nhưng hướng vinh nhưng là toàn thân run lên giống như một đạo tiếng sấm đánh trúng hắn một mặt kinh hãi nhìn xem tiêu phàm tiêu huynh đệ ngươi là làm sao nhìn ra được thật là chẳng lẽ là chiến hồn biến dị? trần phong kinh ngạc nói. y vân cũng khó có thể bình tĩnh. tiểu tử này như thế nào liên chiến hồn biến dị đều có thể nhìn đi ra. là hắn đoán hay là hắn vốn là có năng lực như vậy đâu? không phải đơn giản biến dị mà là lần thứ hai biến dị, biến dị thành một loại cuồng bảo chiến hồn. tiêu phàm hít sâu một cái nói. phía trước hắn chứng kiến tiểu kim lần thứ hai biến dị, không nghĩ tới ở đây lại nhìn thấy một cái, trong lòng của hắn cũng có chút không bình tĩnh. Chiến hồn biến dị thế nhưng là vạn người không được một, cùng không cần phải nói lần thứ hai biến dị, cái này có thể so sánh bị xét đánh chúng tỷ lệ còn muốn nhỏ. Thật là lần thứ hai biến dị. Y Vân kinh ngạc nhìn tiêu phàm, một mặt hâm mộ nhìn xem hướng vinh. Không tệ, lần thứ hai biến dị, cho nên ta mới nói, khả năng này là hướng trưởng lão một hồi tạo hóa. Tiêu phàm khẳng định gật gật đầu, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm lại, bất quá, đại tạo hóa bên trong cũng ẩn chứa đại nguy cơ, bởi vì biến gì cũng không thành công, chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Nguy cơ, nguy cơ gì? Nghe được lần thứ hai biến gì mấy chữ này lúc, hướng vinh đã mừng rỡ như điên, nhưng mà, làm tiêu phàm nói ra, nguy cơ, hai chữ lúc, hướng trưởng lão lại thật giống như bị rót một chậu nước lạnh. Liền giống với một cái sắp bị trứng nở gà con, khụ khụ, ta chỉ là hình dung một chút. Tiêu phàm ho khan vài tiếng, đem người khác chiến hồn so sánh gà con, đây chính là tương đương với nhục mạ bất quá thời khắc này hướng vinh căn bản không có bất luận cái gì quan tâm chỉ sợ bỏ lỡ cái gì tiêu phàm lại nói vốn là con này gà con chuẩn bị xuất thế nhưng mà nó lại không phá nổi bảo hộ lấy xác nó ra không được hẳn phải chết đi ra dĩ nhiên chính là tân sinh vậy phải như thế nào mới có thể phá vỡ tầng kia xác hướng vinh không chút nghĩ ngợi vấn đảo hắn đã hoàn toàn tin tưởng tiêu phàm đã nhìn ra hắn vấn đề đây chính là liền bảy phẩm luyện dược sư đều không chữa khỏi A, hướng vinh không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển hướng tám phẩm luyện dược sư, nhưng mà, lấy thân phận của hắn, muốn gặp được tám phẩm luyện dược sư cũng rất khó. Cho dù nhìn thấy, đối phương cũng chưa chắc sẽ để ý tới hắn, nguyên bản hướng vinh đã tuyệt vọng, thật không nghĩ đến hôm nay ở một cái trẻ tuổi tiểu tử trên thân một lần nữa thấy được hy vọng, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Khó khăn, tiêu phàm sâu đậm thở dài, cau mày. Tiêu huynh đệ, ngươi nếu là lo lắng bao chính nước trả thù, ta lập tức đi giết hắn. Hướng vinh vội vàng nói, hắn cũng biết tiêu phàm đoán được một ít gì. Không phải nguyên nhân này. Tiêu phàm lắc đầu, trịnh trọng nói, hướng láo, ngươi cũng biết, chiến hồn biến dị, bình thường đều là một lần là xong, một khi chỉ trẻ không tiến, cơ hồ liền đại biểu cho thất bại. Hướng vinh mặt xám như cho, tiêu phàm nói đạo lý rõ ràng, liền tựa như lui đường lui của hắn đồng dạng. Điểm này cũng là Tiêu Phàm không có nghĩ tới. Mặc dù phía trước Hướng Vinh cũng biết bệnh của hắn rất khó trị, nhưng ít ra còn có một sợi hy vọng, bây giờ nói như vậy, nhưng là tương đương với đoạn mất hướng Vinh tia hy vọng cuối cùng. Tiêu Tiểu Hiếu, ngươi nói khó khăn, nhưng ít ra vẫn là có hy vọng chính là sao? Y Vân cùng Hướng Vinh tương giao nhiều năm, hắn có chút không đành lòng. Có là có, bất quá thật sự rất khó. Tiêu Phàm gật gật đầu, phương pháp hắn là có nhưng mấu chốt là quá khó khăn a à, trả ra đại giới cũng không nhỏ vô luận khó khăn bao nhiêu chí ít có thể thử một lần đi y vân có chút không cam lòng nói phương pháp ta ngược lại thật ra có ba cái ta đem phương pháp nói ra chính ngươi cân nhắc tiêu phàm không có dấu diếm nói ba cái phương pháp y vân hướng vinh cùng trần phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc ra hỏa này không phải là đang cố ý tiêu khiển bọn hắn a à, chẳng qua là khi tiêu phàm đem ba loại phương pháp sau khi nói ra Bọn hắn mới phát hiện, sự tình thật sự rất khó. Loại thứ nhất, trên đời có một loại đan, tên là Bổ Hồn Đan, hướng lão chiến hồn biến dị chưa thành công, cũng coi như là chiến hồn không được đầy đủ, cùng chiến hồn tổn thương không có hai dạng, một khi phục dụng Bổ Hồn Đan, hướng lão chiến hồn có thể lập tức tu bổ hoàn toàn, chỉ là Bổ Hồn Đan chính là cửu phẩm đan dược, quá mức thưa thớt chân quý. Loại thứ nhất biện pháp nói ra, ba người khổ tâm nở nụ cười, cửu phẩm đan dược cho dù đế tộc cũng chưa hẳn nắm giữ a à. loại thứ hai đâu hướng vinh hít sâu một cái nói loại thứ hai tẩy hồn đan hẳn nghe nói qua sao chính là đem chiến hồn hóa thành hồn lực lại từ tẩy hồn đan dược lực ngẫu nhiên ngưng kết thành một loại mới chiến hồn trong quá trình này chiến hồn phẩm giai có thể sẽ rơi xuống hơn nữa tu vi cũng có thể sẽ hạ xuống tiêu phàm nói từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều rơi vào hướng vinh trên thân có mấy thành tỷ lệ hạ xuống thân là chiến hoàng cảnh hướng vinh tự nhiên không muốn sửa vì rơi xuống đây chính là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu tám thành tiêu phàm không chút nào cất giữ nói hướng vinh toàn thân run lên sắc mặt càng thêm trắng bệch khô gầy đứng lên run giọng nói loại thứ ba đâu loại thứ ba nói đến đây tiêu phàm con mắt cũng biến thành nặng nề vô cùng loại thứ ba phương pháp ngươi có chín thành tỷ lệ sẽ chết cũng chính là chân chính cược tử nhất sinh nhưng mà nếu như không chết lột xác thành tám phẩm chiến hồn ở trong tầm tay. Hướng Vinh nghe vậy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lộ ra vẻ phức tạp, tựa như đang giấy rùa cái gì. Tiêu Phàm, Y Vân cùng Trần Phong duy trì trầm mặc, ba người không có quấy giày Hướng Vinh, đây là việc quan hệ vấn đề sinh tử, nhất thiết phải từ Hướng Vinh tự quyết định. Rất lâu, Hướng Vinh sắc mặt khôi phục một tia thần thái, nhìn về phía Tiêu Phàm vấn đạo, Tiêu huynh đệ, người có biết ta biến dị sau chiến hồn là cái gì? Tiêu Phàm thở sâu, cảm thấy chuyện này không phải giấu diếm hướng Vinh, đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bát phẩm Hạo Dương Điểu. Hạo Dương Điểu chính là ngày đó mọc lên ở phương đông, Hạo Dương như lửa Hạo Dương Điểu. Hướng Vinh kinh ngạc nói, gặp Tiêu Phàm gật gật đầu, Hướng Vinh cắn răng nói, hảo, ta liều mạng. Ngươi sẽ không lo lắng ta đang hại ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng âm thầm bồi phục Hướng Vinh làm người, quả nhiên không hổ là chiến hoàng cường giả tâm tính kiên nghị vô cùng, khó mà dao động. "Hại ta, ngươi có cần thiết hại ta sao?" Hướng Vinh cởi mở nở nụ cười, tựa như trong chớp nhoáng này đã đã thấy ra, nếu như ngươi nghĩ tiến vào Chiến Hồn Học viện, hẳn là lấy lòng ta mới đúng. "Ta muốn cứu ngươi, cũng không phải là vì tiến vào Chiến Hồn Học viện, cũng không phải vì lấy lòng ngươi, đơn thuần nhìn ngươi lão đầu thuận mắt mà thôi." Tiêu Phàm bĩu môi nói. "Ha ha, tiểu tử ngươi." Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm nói không sai, lấy thực lực của hắn, hắn muốn tiến vào Chiến Hồn Học viện, căn bản không cần lấy lòng ai. Tiêu Phàm tay lấy ra giấy, rồng bay phượng múa, lưu loát viết mười mấy loại dược thảo. Đây là cái gì? Hướng Vinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đảo, Y Vân cũng tiến đến phụ cận. Dược liệu a, ngươi trở về, dựa theo phía trên này trọng lượng nắm chắc thuốc, nấu xong nước canh, nửa đêm 12 giờ âm khí thịnh nhất thời điểm, dùng để ngâm trong bồn tắm, pha một canh giờ là được sau ba tháng, tiêu phàm giải thích nói, liền tốt, hướng vinh ánh mắt sáng lên, đánh gãy tiêu phàm mà nói đạo, ngươi nghĩ thật đẹp, tiêu phàm bĩu môi, tốt, ta ăn uống no đủ, đi trước, đi, ngươi không thay ta chữa bệnh, hướng vinh kinh ngạc nhìn xem tiêu phàm, tiểu tử này nói hồi lâu, cảm tình để cho mình lo lắng vô ích, ngươi vừa rồi thế nhưng là suýt chút nữa đả thương ta, ta như thế nào cũng phải báo thù mới đúng. Súc này thuốc cua cũng không phải bình thường đau đớn, thật tốt hưởng thụ 3 tháng A, nếu như chịu được, có 5 thành tỷ lệ thành công. Tiêu phàm khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Chốc lát lại truyền tới tiêu phàm một thanh âm đúng, ta liền ở tại Vân Lai khách sạn, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Tiểu Kim cũng đi theo Trần Phong rời đi, chỉ một thoáng, trong dạp chỉ còn lại hướng Vinh cùng Y Vân hai người. Y Huynh, ngươi nói tiểu tử này nói thật hay giả hướng vinh đột nhiên nhìn về phía y vân đảo là thật là giả rất trọng yếu sao chính ngươi không đã tin không ta nói hướng láo ngươi lừa gạt ta đây thật là khổ a à? chuyện này nói cho ta biết cũng có thể thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a à? y vân lắc đầu cười nói ai ta cũng cho là chuyện này không nghiêm trọng không nghĩ nhiều vấn đề như vậy hướng vinh lắc đầu thở dài nói ngươi trước trở về dựa theo phương pháp của hắn thử xem nếu có vấn đề kịp thời ngừng chính là hắn ngược lại ở tại nơi này ta đến lúc đó thay ngươi tìm hiểu tìm hiểu y vân nói hảo hướng vinh gật đầu nói đột nhiên trong mắt lại thoáng qua một vòng tinh quang bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta cảm giác cái này gọi tiêu phàm tiểu tử thật đúng là không đơn giản cái gì bổ hồn đan tẩy hồn đan ta đều chưa nghe nói qua hai loại thuốc ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy chỉ là rất ít xuất hiện mà thôi hơn nữa ta tin tưởng hắn nói không sai y vân lắp bắp nói âm thanh càng ngày càng nhỏ tựa như suy nghĩ viền vông ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì tiêu phàm mang theo tiểu kim đi tới thuê lại phòng chữ thiên phòng trọ đó là một gian tương đối rộng rãi tiểu viện đi vào viện lạc tiêu phàm lấy ra thẻ phòng chỉ một thoáng thẻ phòng khẽ run lên hóa thành một vệt sáng bắn vào trong lòng đất ngay sau đó bốn phía một trận rung động một cỗ đậm đà thiên địa linh khí đập vào mặt rất rõ ràng viện này rơi bên trong có tủ tập thiên địa linh khí trận pháp nhỏ, mà cái kia thẻ phòng chính là khởi động trận pháp công cụ. Cảm thụ được đậm đà thiên địa linh khí, tiêu phàm lộ ra vẻ hài lòng, không thể không nói, phòng chữ thiên phòng trọ tiêu phí năm thiên hạ phẩm hồn thạch một ngày, thật đúng là có lời. Trần Phong, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiêu phàm lúc này mới phát hiện, phía sau còn đứng thành thành thật thật Trần Phong. Ta, Trần Phong nhất thời đổ đắc hoảng, hắn cũng không biết, tại sao mình lại đi theo tiêu phàm đi tới nơi này đi viện này cũng rất lớn ngươi có thể ở nơi này tu luyện đừng quấy dày ta là được tiêu phàm khoát tay một cái nói quay người chuẩn bị rời đi không phải tiêu phàm trần phong lại vội vàng gọi lại tiêu phàm đạo sự tình trước kia là ta không đúng xin thứ tội trước kia là trước kia về sau chớ chọc ta ta cũng sẽ không như thế nào ngươi nếu như ta muốn giết ngươi ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ tiêu phàm thản nhiên nói hắn mặc dù không có ghi hận trần phong nhưng là không muốn cùng trần phong có quá nhiều quan hệ qua lại lúc đó tuyết ngọc long muốn giết hắn lúc trần gia cũng là đứng tại tuyết ngọc long một bên trần phong càng là đối với tự mình ra tay tiêu phàm cũng không phải người hiền lành bị người đứng tại trên đầu đi tiểu còn muốn ẩn nhẫn hôm nay cứu trần phong đã là hắn xem ở cùng là tuyết nguyệt hoàng triều tu sĩ trên mặt mũi làm Trần Phong lấy lại tinh thần lúc, Tiêu Phàm đã tiến nhập trong phòng, Trần Phong cắn răng nói, ta Trần Phong vẫn là trước kia Trần Phong, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem thường. Nói đi, Trần Phong dứt khoát rời đi. Tiêu Phàm đi vào phòng, liền không có đang chăm chú Trần Phong sự tình, quan sát một chút gian phòng bố trí, liền lấy ra mười mấy loại dược thảo, bày ra ở trên bàn. Là nên luyện chế sáu phẩm luyện thể đan cùng tôi hồn đan, tại quan tiểu thất cái kia lấy được nhiều như vậy linh thảo, vừa vặn cũng không cần ta đi tìm kiếm những dược thảo này tiêu phàm ngưng thanh đạo lần nữa lấy ra màu đen thần bí tiểu đỉnh tại người khác xem ra thất phẩm mới có thể thành đan nhưng tiêu phàm lại có thể làm đến lục phẩm thành đan nói làm liền làm tiêu phàm liền bắt đầu luyện chế sáu phẩm luyện thể đan cùng lục phẩm tôi hồn đan lửa cháy hừng hực lượn lờ dựng lên tại thần bí hắc sắc tiểu đỉnh phía trên một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt tràn ngập trong cả phòng kể từ tu luyện đến nay mặc dù đột phá mười phần mau lẹ không đến một năm đã đột phá đến rồi chiến vương cảnh cái này ở rất nhiều người xem ra nhất định chính là thiên phương dạ đàm nhưng mà tiêu phàm làm được hơn nữa hắn mỗi một bước đều đi mười phần vững chắc luyện thể dịch đem hắn nhục thân dung luyện đến rồi cực hạn đồng dạng tôi hồn dịch cùng u linh chiến hồn cũng làm cho hồn của hắn lược tinh thuần đến rồi một mức độ đáng sợ để cho tiêu phàm chính mình cũng cảm thấy bất ngờ chính là Hắn tại luyện dược một đường lên thiên phú, thậm chí không kém gì võ đạo, cái này có lẽ cùng hắn kiếp trước xác thật y học cơ sở có liên quan. Theo thực lực đột phá, hồn của hắn lực khống chế cũng đạt tới đáng sợ cấp độ, hồn lực nhập vi đã không phải là hắn ưu thế lớn nhất. Bây giờ, hồn của hắn lực đã có thể chia hai cỗ, làm đến nhất tâm nhị dụng, cái này nhìn như đơn giản, nhưng là Tiêu Phàm đang đuổi dọc đường, dòng giá tu luyện nửa tháng mới luyện thành. Cái này nhất tâm nhị dụng cũng không phải đơn giản tay trái tay phải đồng thời làm hai chuyện, mà là hắn tâm tư có thể hoàn toàn một phân thành hai, không liên quan tới nhau. Tỷ như, tiêu phàm có thể một bên luyện đan, một bên lĩnh mộ gió thổi, cả hai không liên quan tới nhau. Làm tiêu phàm ban đầu phát hiện nhất tâm nhị dụng lúc, hắn cũng sợ bắn cả người, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch nhất tâm nhị dụng chỗ tốt, bởi vì tương đương với so với hắn người khác nhiều gấp đôi nhiều thời gian. Bảo Linh Thuật, đừng để ta thất vọng. Sau nửa ngày, luyện dược quá trình đã đến cuối cùng, tiêu phàm cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao lần này mới là hắn lần thứ nhất chân chính luyện chế đan dược lục phẩm. Lần trước luyện chế tẩy hồn đan, cũng không phải là hoàn toàn xuất từ tiêu phàm tay bút, mà là có tần mực hết sức công lao. Tiêu phàm hai tay kết ấn, bốn phía linh khí cố cuồn cuộn mà vào, điên cuồng sông vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, gần như đồng thời, tiêu phàm hồn lực đem thần bí tiểu đỉnh toàn bộ bao phủ, từng sợi hồn lực rót vào tiểu đỉnh bên trong tinh tế lĩnh hội đan dược này luyện chế quá trình tiểu đỉnh mãnh liệt rung động nhưng vẫn như cú vững như bàn thạch cái này nhìn qua rất mười phần mini tiểu đỉnh có thể so sánh một chút thông thường lục phẩm đỉnh giai cấp tột cùng luyện dược đỉnh còn nặng nề hơn bảo một tiếng quát như sấm dường như tiêu phàm nghẹn đủ một hơi rốt cuộc đến phóng thích sắc mặt hắn hơi đỏ nhuận bảo linh thuật quá trình này đối với hồn lực khống chế mà nói là một cái khảo nghiệm cực lớn tiểu đỉnh khẽ run lên, nóc bị một cỗ đại lực sốc lên, tiêu phàm hùng hậu hồn lực bao lấy nóc, chậm rãi rơi xuống, lấy tay ở giữa, từng khỏa xích hồng như máu đan dược từ nhỏ trong đỉnh bay ra, tiêu phàm động tác nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa vào trong đó. Chín cái luyện thể đan tất cả đều là lục phẩm đỉnh giai cấp tột cùng, bạo linh thuật quả nhiên không sai, đáng tiếc, chỉ thích hợp với thất phẩm trở xuống đan dược, đến rồi bát phẩm sau đó, uy lực thì có hạn. Tiêu phàm thầm thở dài nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu để cho người nhìn thấy một cái 17 tuổi thiếu niên, vậy mà luyện chế được lục phẩm đỉnh giai cấp tột cùng đan dược, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Trẻ tuổi như vậy không nói, lại còn lục phẩm thành đan, đoán chừng phóng nhãn ly hỏa đế đô, cũng tìm không thấy người thứ hai. Ngay sau đó, tiêu phàm lại bắt đầu luyện chế tôi hồn dịch, lần này không sai biệt lắm bỏ ra hơn một canh giờ mới luyện chế thành công, vẹn vẹn luyện chế được sáu cái, hơn nữa còn chỉ có ba cái lục phẩm đỉnh giai cấp tột cùng những thứ khác cũng là lục phẩm cao giai trước tiên thôn phệ luyện thể đan luyện thể sau đó dùng tôi hồn đan tôi hồn có lẽ có thể đột phá chiến vương cảnh trung kỳ tiêu phàm lấy ra một cái màu đỏ thấm luyện thể đan nuốt vào trong miệng bắt đầu chậm rãi luyện hóa trong đó dược lực gần như đồng thời tiêu phàm lại lấy ra số lớn lục giai cùng với thất giai hồn tinh đây đều là đêm tối minh chim cắt luyện hóa hồn tinh hồn lực ẩn chứa cũng không nhiều nhưng mà độ tinh khiết nhưng như cũ không phải ngũ giai hồn tinh có thể so sánh. Thời gian thông thả trôi qua, làm hấp thu xong luyện thể đan dược tính lúc, tiêu phàm cảm giác mình nhục thân lại mạnh mẽ gấp mấy lần, sau đó, hắn không chút do so dự nuốt vào một cái lục phẩm đỉnh giai cấp tột cùng tôi hồn đan. Chỉ một thoáng, tiêu phàm đỉnh đầu lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân đốt cháy màu vàng khí diễm, quanh người hắn hồn tinh nhao nhao nổ tung, hóa thành bàng bạc hồn lực xông vào tiêu phàm thể nội. U linh chiến hồn, vô tận chiến hồn bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những cái kia hồn tinh toàn bộ hóa thành kiếp cho tiêu phàm nhất trận cười khổ u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn căn bản chính là một cái động không đáy nhiều hơn nữa hồn tinh đều không đủ bọn hắn tiêu hao thần bí kia màu trắng tảng đá càng là xảo trá thông thường hồn tinh hồn lực căn bản vốn không hấp thu có thể cùng lần trước hấp thu hồn tùy có liên quan khẩu vị trở nên đặc biệt hắn a lý tiêu phàm dứt khoát đem phía trước nhận được nhận được tất cả hồn tinh lấy ra vô luận có thể hay không đột phá, ngược lại cũng có thể liều một phen, hồn tinh tiêu hao hết, về sau nghĩ biện pháp kiếm lại. ầm ầm, sau nửa canh giờ, tiêu phàm thể nội đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, cuồn cuộn hồn lực giống như nước thủy triều phóng tới bốn phương tám hướng. Bên trong hồn hải, cái kia hai cái hồn lực vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn, hồn lực như là thác nước chút xuống, bổ khuyết tại bên trong hồn hải, đồng thời, cái kia hai cái hồn lực vòng xoáy cũng cũng làm lớn ra gấp mấy lần không sai biệt lắm có phương viên mấy chục trượng chiến vương trung kỳ tiêu phàm bỗng nhiên mở ra con mắt ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười tiêu phàm lăn ra đến cũng liền ở thời điểm này hét lớn một tiếng vang vọng không trung một đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở vân lai khách sạn bên ngoài một hồi thanh âm huyên náo chuyển đến làm tổn thương ta tam đệ hung thủ cút ra đây cho ta trong đó một cái nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh vang tận mây xanh, trên đường cái mọi người thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều người thầm than, hôm nay Vân Lai khách sạn, như thế nào như thế không bình tĩnh. Tại nơi nam tử khôi ngô bên cạnh, đứng là một cái áo đen cầm bào nam tử trung niên, sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh, một vòng nồng đậm sát ý tại hắn nở rộ. Phía sau hắn, đám người dơ lên một cái màu trắng đại bánh trưng, tại đại bánh trưng phía sau, còn có ba người, một cái bị gãy tay chân, một cái bị móc hai mắt, một cái bị cắt đầu lưỡi. Đây không phải là đường ra gia chủ đường mục, còn có đường ra nhị thiếu đường an sao. Trời đã tối rồi, bọn hắn thanh thế như vậy hùng vĩ vây quanh vân lai khách sạn, đây là muốn làm cái gì? Có người lộ ra vẻ kinh ngạc, y vân phía trước thế nhưng là lên tiếng, chẳng lẽ lúc này đường ra người còn dám ở đây làm càn? Ngươi không biết, ngay tại mấy canh giờ phía trước, đường ra tam thiếu bị người quất mười mấy cái bàn tay, trong miệng răng đoán chừng đều rơi sạch người thấy ba cái kia gãy cánh tay thiếu ánh mắt sao? Tất cả đều là cái kia một người làm. T, người kia như thế nào bá đạo như vậy, liền người của đường ra cũng dám giải vò, hắn đây là muốn chết sao? Đúng, về sau người kia như thế nào? Có phải hay không đã sớm chạy? Chạy trốn, người đây liền nghĩ sai rồi, về sau người thiếu niên kia bị y tam ra cùng hướng trưởng lão thỉnh đi uống rượu. Cái gì? Trong đám người xì xào bàn tán, không ít người đã biết chuyện ngọn nguồn, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khó trách đêm hôm khuya khoắt, đường ra người sẽ như thế huy động nhân lực, nguyên lai là có người đánh người của đường ra. Giờ khắc này, trong khắp ngõ ngách đang đứng một bóng người, chính là trước kia bị Tiêu Phàm đắc tội bao chính đức, hắn vẫn luôn không có rời đi, đang chờ Tiêu Phàm rời đi Vân Lai khách sạn, thật tối bên trong diệt tiểu tử này. Nhưng mà, đợi mấy cái canh giờ cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, cái này khiến hắn rất khó chịu chủ yếu nhất là bao chính đức đột nhiên phát hiện mình toàn thân khó chịu ngứa lạ vô cùng hơn nữa loại này ngứa giống như đến từ trên đầu khớp xương vô luận hắn như thế nào cào đều không dùng bao chính đức vốn là chuẩn bị rời đi ngày mai lại đến thế nhưng là đột nhiên nghe được đám người chung quanh nghị luận lời nói hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên cười lạnh nói cùng y vân cùng hướng vinh uống rượu cái kia không phải liền là tiểu tử kia sao có lẽ không cần ta ra tay tiểu tử này hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ Nơi xa, đường ra mọi người tiếng mắng chửi, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, cũng khó trách đường ra tức giận như vậy, đường 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 tam thiếu bị người vũ nhục thì cũng thôi đi, lại còn bị đánh rơi mất một ngụm răng. Đường mục mặc dù biết đường trạch là một cái vô lại, vô lại thêm lưu manh, nhưng mà ai kêu đường trạch là chính hắn loại đâu, cho dù trời sập xuống, hắn đường mục cũng phải chống đỡ. Đường mục, người đường ra chớ quá mức. Đột nhiên, một đảo âm thanh trung khí mười phần từ vân lai trong khách sạn bên cạnh truyền đến. Y Vân chậm rãi đi ra, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Y Tam gia, khuyển tử ở đây chịu nhục, việc quan hệ ta đường ra danh dự, còn xin Tam gia làm chủ. Tại Y Vân trước mặt, đường mục cũng không dám quá phận. Dù là Y Vân chỉ là Y ra ngoài môn tử đệ, nhưng mà toàn bộ Y ra, cũng không phải đường ra có thể so, cho dù một trăm đường ra cũng không phải đối thủ. Giống đường ra gia, gia tộc như vậy, ly hỏa đế đô ngoại thành khắp nơi đều là, chỉ là khu vực phải kể tới đường ra tối cường mà thôi. Làm chủ, ngươi đường ra tới ta địa phương nháo sự, ngươi lại nhường tìm ai làm chủ. Y Vân lạnh lùng nhìn xem đường mục, căn bản không đem đường mục để ở trong lòng đồng dạng. Y Tam gia, đêm nay Vân Lai khách sạn hết thầy thiệt hại, từ ta đường ra tới bồi, nhưng mà, nhất thiết phải đem tiểu tử kia giao ra. Đường mục một điểm không để, rất có một chút đối đầu gay gắt khí thế. Ý của ngươi là, ta đậm ngươi đường ra, tiếp đó bồi thường thiệt hại là được rồi sao? Y Vân hai mắt khẽ híp một cái, vẻ sắc ý chợt lóe lên, giọng nói vô cùng vì lăng lệ, hôm nay không giết ngươi nhi tử, đã coi như là mạng hắn không có đến tuyệt lộ, hôm nay, ta đem lời đặt ở đây, ai dám tại Vân Lai khách sạn làm càn, tự gánh lấy hậu quả. Y Vân hất lên áo bào, quay người liền đi đến vừa đi đi. Y Tam gia, đường mỗ nể mặt ngươi, ngươi hà tất vì không nhận ra người nào hết tiểu tử, cùng ta đường ra là địch đường mục rõ ràng cũng tức giận, âm thanh cũng chầm chậm trở nên lăng lệ. Là địch, ngươi đường ra phối đối địch với ta sao? Y vân mặt coi thường, giống ngươi đường ra gia tộc như vậy, cả tòa ly hỏa đế đô, không nói một ngày đổi một lần, một tháng đổi một lần cũng không phải là ít. Đường mục nghe vậy, toàn thân run lên, rõ ràng, cái này nói đến trong tâm khảm của hắn, dù là y vân chỉ là y ra ngoài môn tử đệ, nhưng là xa không phải hắn đường ra có thể so sánh. Y tam gia, ta đường ra là không bằng ngươi y gia thậm chí tại ngươi y gia trong mắt chỉ là sâu kiến nhưng mà sâu kiến cũng có con kiến hôi tôn nghiêm hôm nay không để đường ra báo thù đường ra cho dù chết cũng muốn mạo phạm một chút y tam gia uy nghiêm đột nhiên đường mục bên cạnh nam tử khôi ngô đường an tiến lên một bước lời nói như lưỡi đao lăng lệ vô cùng y vân nhíu mày trong lúc nhất thời nhưng là không phản bác được ngược lại cũng không phải chữ lý tại đường ra một phe này chủ yếu nhất là Người ở chỗ này không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng hắn y vân ỉ mạnh hiếp yếu, khi dễ đường ra. Người đường ra tôn nghiêm, chính là xây dựng ở trà đạp người khác tôn nghiêm bên trên sao. Cũng liền tại lúc này, lại một đường thanh âm lạnh lùng vang lên. Ô ô ô tương đương, bị trói thành bánh trưng đường chạch, cùng với cái kia tàn tật tổ ba người đều trở nên công phẫn, rõ ràng, người tới chính là tiêu phàm. Tiểu tử, chính là ngươi đã thương con ta thiếu niên nho nhỏ lang thật không ngờ tàn nhẫn. Hôm nay đường mố vì dân trừ hại, để cho ngươi chôn xương nơi này. Đường mục con mắt phát lạnh, một cố cường đại khí thế hướng về tiêu phàm ép tới. Y vân chuẩn bị ra tay, nhưng mà lại bị tiêu phàm đánh gãy chỉ thấy tiêu phàm đi xuống vân lai khách sạn bậc thang, lộ ra phong khinh vân đạm, đối với đường mục khí thế nhìn như không thấy. Không cần cho ta chụp lớn như vậy mũ. Tiêu phàm nhất khuôn mặt khinh thường, đạo quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, con của ngươi là mặt hàng gì ngươi không biết sao. Há miệng im lặng giết cái này giết cái kia, phế nhân tứ chi, đào người con mắt, cắt người đầu lưỡi, một bộ lão từ bộ dáng cao cao tại thượng. Đám người nghe vậy, phía trước còn nghĩ chào phúng tiêu phàm nhân, tất cả đều im lặng không nói, đường ra là mặt hàng gì, bọn hắn đều rất tinh tường, thiếu chút nữa thì bị đường mục lời nói cho lừa gạt. Tiêu phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại từng bước một hướng về đường mục đi đến, khi này hết thầy phát sinh ở trên thân người khác lúc, người đường ra người nhưng có bất luận cái gì thương hại. Nhưng có mảy may thông cảm, kỳ sợ bất dục, vật thi vu nhân, người đường ra người không muốn như vậy, vì sao muốn dạng này đối phó người khác. Thân là đường ra gia chủ, người không hỏi nguyên do, liền kêu đánh kêu giết. Thân là người cha, liền một cái nhi tử đều giáo dục không tốt, còn có mặt mũi ra tới này lấy lại công đạo giống các ngươi dạng này người, giết ta đều cảm giác ô uế tự mình động thủ. Hảo một chương đào kép sang khéo mồm khéo miệng, đáng tiếc, ở trên đời này, chỉ có há miệng không dùng. Nam tử khôi ngô đường an cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay lóe lên, hướng thẳng đến tiêu phàm đánh tới. Tiêu phàm lạnh nhạt nở nụ cười, tựa như đã sớm đoán được nam tử khôi ngô muốn xuất thủ đồng dạng, trong lòng khinh thường nói chiến vương sơ kỳ. Cũng dám diễu võ dương oai. Bén nhọn đao mang chỉ lát nữa là phải rơi vào tiêu phàm trên thân lúc, đường an khóe miệng hiện ra một nụ cười. Rất vui vẻ sao? Lúc này, tiêu phàm đột nhiên động, giống như một trận gió đồng dạng từ đường an bên cạnh thoáng qua, đường an nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngốc trẻ tại chỗ. Đường an đao trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiêu phàm trong tay, hắn lạnh lùng nhìn xem đường mục chờ đường ra người cười nhạt nói, tất nhiên nói không cần, vậy thì đánh đi, hôm nay, ngươi đường ra người tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Phốc, tiêu phàm vừa dứt lời, một đào huyết kiếm bắn về phía hư không, đường an thi thể phù phù một tiếng ngã xuống đất, hoảng sợ ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiêu phàm. Đám người lộ ra vẻ kinh hái, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy tiêu phàm là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy đường an trên cổ xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, tiền huyết báo táp, vô luận như thế nào che đều không bưng bít được. Mấy hơi thở sau đó, đường an vùng vẫy mấy lần, liền cũng lại không một tiếng động. Đường An chết, có người kinh hô mà ra, hít vào ngùm khí lạnh. Những người khác cũng mới hiểu được tiêu phàm câu nói kia, hôm nay, người đường ra người tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Hắn cũng không phải đang nói láo, mà là thật sự đã bắt đầu làm. Danh con, ta muốn ngươi chết. Đường mục phẫn nộ tới cực điểm, hai tròng mắt hơi hơi co rút, nước bọt cuồng phún, chờ mắt nhìn lấy con trai của mình chết ở trước mặt, cái này bảo hắn làm sao không giận. Giết hắn cho ta. Đường ngục mấy chữ cuối cùng cơ hồ là hét ra, đường ra đám người nghe vậy, nhao nhao nhào tới. Y tam gia, ở đây giết người, phạm không phạm pháp. Tiêu phàm chân đạp mờ mịt thần tung bước, tránh thoát đám người, đột nhiên nhìn về phía Y Vân vấn đảo. Y Vân khóe miệng giận một cái, người nhà không phải đã bắt đầu giết sao, còn hỏi ta làm cái gì. Bất quá hắn vẫn thành thật trả lời tiêu phàm đảo, ly hỏa đế đô không phản đối sát lục, nhưng là không ủng hộ chiến đấu. Đương nhiên, nếu như ai cũng ngăn không được, nhất thiết phải bồi thường hết thầy trong chiến đấu tạo thành thiệt hại. Như thế, vậy ta an tâm. Tiêu phàm nhếch miệng nở nụ cười, chỉ cần không đắc tội ly hỏa đế đô chân chính quyền quý, hắn liền không sợ hãi. Đường ra, cách hỏa đế đô đoán chừng liền tam lưu gia tộc cũng không tính, đường đường gia chủ đều chỉ có chiến vương cảnh đỉnh phong, hắn tiêu phàm như thế nào có thể sợ. Không nói hắn đã đột phá chiến vương cảnh trung kỳ, coi như hắn tại chiến vương tiền kỳ, đường mục muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi, nơi xa còn có tiểu kim đang cho hắn lược trận, chỉ cần tiêu phàm không địch lại, tiểu kim tự tùy lúc chuẩn bị ra tay. Vừa dứt lời, tiêu phàm thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tựa như khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, ngay sau đó, hư không truyền đến từng đợt tiên huyết bắn tung tóe thanh âm, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tốc độ thật nhanh, đám người hít vào ngụm khí lạnh, có chút tê dại ra đầu ở đây trong nháy mắt dường như trở thành lò sát sinh dù là Vân trong mắt cũng thoáng qua vẻ khác lạ phía trước tiểu tử này bày ra thực lực cũng chỉ là chiến vương sơ kỳ a như thế nào mấy cái này canh giờ đột nhiên đã biến thành chiến vương trung kỳ hơn nữa tốc độ của hắn cũng quá nhanh liên chiến vương cảnh đỉnh phong đều hơi có không bằng phong chi thế Ivan hít hai mắt trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó hít sâu một cái nói đinh đinh đang đang. Hơn 10 đạo thân ảnh ngã xuống đất, phơi thây tại chỗ, toàn bộ bị một đao phong hầu, tiên huyết không ngừng dâng trào, đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc. Tại đèn đêm chiếu xạ, cùng với hỏa vân thạch làm nổi bật phía dưới, tiên huyết càng ngày càng yêu diễm, tinh hồng. Trên đường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hòa cây phong trong gió chập chờn phát ra xào sạt lượn quanh thanh âm, đường ra người còn sống nhìn về phía tiêu phạm ánh mắt tràn đầy sợ hãi bọn hắn người vừa mới chuẩn bị động thủ vậy mà liền bị cái này áo đen tiểu tử cho giết trong nháy mắt liền sức hoàn thủ cũng không có cái này như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ những người còn lại toàn thân run rẩy không ngừng lui về phía sau vừa lui đi trong mắt bọn hắn tiêu phàm nghiễm nhiên chính là một con ma quỷ sát nhân ma vương lại đến tiêu phàm giơ tay lên bên trong trường đao quét mắt đối diện đường ra đám người nóng bỏng máu tươi từ trên trường đao rơi xuống nhỏ xuống tại mặt đất vũng máu bên trong tí tách tương đương tí tách tương đương âm thanh rất nhỏ lại giống như từng tiếng tiếng sấm đồng dạng chấn nhiếp đường ra tâm thần của mọi người lại đến lấy cái gì lại đến liều lên tính mạng của mình sao người đều là sẽ sợ chết vừa rồi người đường ra nhiều thế chúng bọn hắn tự cho là có thể chấn nhiếp bất luận kẻ nào sự thật cũng chính xác đã chứng minh điểm này y vân đều bị bọn hắn chấn không phản bác được dù sao pháp không trách chúng, y vân cho dù là chiến hoàng, cũng không thể đột nhiên diệt đường ra. Đường ra cũng vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại bốc lên tiêu phàm tên yêu nghiệt này, thậm chí ngay cả chiến vương trung kỳ đều có thể miểu sát, thậm chí, đường mục mấy cái chiến vương đỉnh phong cùng hậu kỳ tu sĩ, đều cảm thấy một tia sợ hãi. Cái này khiến đường ra sức mạnh trong nháy mắt tan thành mây khói, bọn hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao muốn tới đây tìm cái này áo đen tiểu tử phiền phức đâu. Trong đám người, Bao chính đức cũng là toàn thân run lên, hắn mặc dù là chiến vương đỉnh phong, nhưng là tự giác không phải tiêu phàm đối thủ, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đường ra đám phế vật này chắc chắn không giết được hắn, ta phải mặt khác nghĩ biện pháp. Bao chính đức ánh mắt âm độc vô cùng, lặng lẽ ra khỏi đám người, phút chốc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiêu phàm trường đao trong tay chuyển động, cuối cùng rơi vào đường mục vị trí, đảo như thế nào, không dám sao? vừa rồi ngươi không phải nói muốn giết ta sao bây giờ không có gan tiểu tử xem như ngươi lợi hại hôm nay giết không chết ngươi chúng ta tới ngày còn dài đường mục sắc mặt xanh xám hận không thể đem tiêu phàm ăn sống nuốt tươi nhưng làm sao tiêu phàm quá quỷ dị hắn cũng không muốn lưu tại nơi này hắn biết rõ bằng vào bọn hắn những người này là không thể nào giết chết tiêu phàm chúng ta đi đường mục hất lên áo bào quay người liền chuẩn bị rời đi phốc một đào huyết quang nở rộ bị cân bàn bánh trưng đường chạch đầu bỗng bay lên liền kêu thảm cũng không kịp kêu lên liền thân vẫn đảo tiêu đám người kinh hãi nhìn xem tiêu phàm đường ra người càng là sợ hãi vô cùng hôm nay không giết ta nói giống như là hướng ta nhân từ một dạng người đường ra sắc mặt thật đúng là không phải bình thường để cho người ta ác tâm muốn tới thì tới muốn đi thì đi coi ta là gì tiêu phàm cầm trong tay trường đao từng bước một hướng đi đường mục Ngươi, đường mục sắc mặt đỏ bừng, hắn một mực cao cao tại thượng đã quen, nơi nào sẽ nghĩ đến bị một cái tuổi mới 20 tiểu tử lãnh ngôn phú ngữ bức bách, hơn nữa hắn quả thực là một câu nói đều nghẹn không ra. Đám người lần này không có cho rằng tiêu phàm hung ác cay độc, ngược lại lộ ra vẻ kính nể. Đổi tại tiêu phàm góc độ, nếu bị đường ra nhầm vào người là bọn hắn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, lần này thả đi đường ra người, ngày sau đâu ngày sau đường ra nhất định tìm đến người mạnh hơn tìm chính mình báo thù, thà rằng như vậy, sao không trực tiếp diệt bọn hắn. Ta cái gì ta, ngươi không phải nói ta hôm nay chắc chắn phải chết sao. Hôm nay ta nếu không chết, ngươi nhất thiết phải máu tươi nơi này. Tiêu phàm con mắt càng ngày càng băng lãnh. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Đường mục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng hướng về phía sau thối lui. Từng cái đường ra người ngăn ở tiêu phàm trước mặt, hướng về tiêu phàm đánh giết mà đến, tiêu phàm chân đạp mở mịt thần tung bước, công kích của đối phương căn bản liền tiêu phàm góc áo đều không đụng tới. Hắn huy động trường đao trong tay, một đao một cái, dường như khảm thái thiết qua đồng dạng, hư không tiên huyết bắn tung tóe. Tiêu phàm không có bất kỳ cái gì lưu tình, hôm nay tất sát đường mục, ai chống đỡ liền giết ai. Từng cô thi thể ngã xuống đất không dậy nổi, cụt tay cụt chân dài đầy một chỗ, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nạc chi khí. Đường Mục dọa đến toàn thân phát run, chính mình Đường Đường Chiến Vương đỉnh phong, cư nhiên bị một cái Chiến Vương trung kỳ tiểu tử dọa đến tim mật phát lạnh, đây vẫn là chuyện chưa từng có. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, đoán chừng đám người cũng không thể nào tin nổi, nhưng mà hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vậy triệt để nhớ cái tiêu phàm khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Mục thất kinh, mặt lộ vẻ hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đảo đi không đổi tên ngồi không đổi họ nhớ ký giết ngươi người tiêu phàm là cũng tiêu phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường đao theo vừa dứt lời một giải lụa phá không mà ra tiêu phàm đám người nghe được cái tên này một mặt mờ mịt hoàn toàn chưa nghe nói qua bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại chiến hồn học viện khảo hạch sắp đến các đại vương triều hoàng triều thiên tài đều sẽ tụ tập ở này kẻ không quen biết có nhiều lắm Mặc dù đang tài nguyên tu luyện phương diện, vương triều, hoàng triều kém xa tít tắp đế quốc, nhưng là sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế thiên mới, cũng không so đế quốc thiên kiêu yếu. Một khi tiến vào chiến hồn học viện, liền có thể một buổi sáng phong vân hóa long, trao luyện cửu thiên. Rất nhiều người đã âm thầm đem tiêu phàm coi là tuyệt thế thiên mới, tại chiến vương cảnh còn có thể vọt sai chiến đấu, cũng chỉ có chiến hồn học viện cái kia một đám thiên tài mới có thể làm được. Tiêu phàm đường mục nghe được tiêu phàm tên, trong đầu trải qua vô số ý niệm, quả thực là không có nhớ tới tới, ngươi là phía dưới hoàng triều vương triều người tới. Rất trọng yếu sao, tiêu phàm nhất khuôn mặt khinh thường, lúc này hắn đường mục còn một mặt bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng tiêu phàm vô cùng khó chịu. Ha ha, vậy ta an tâm, ta mà chết, còn ta sẽ giết ngươi. Đường mục đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Đường mục hắn hai đứa con trai không phải đều đã chết sao, chẳng lẽ biến thành quỷ tới báo thù cho hắn không ngươi không chỉ hai đứa con trai vừa rồi chết thì chết đường nhị thiếu đường an đường tam thiếu đường trạch còn có một cái đường đại thiếu đường nghiêu ta giống như cũng đã được nghe nói chỉ là vì gì đường nghiêu không đến a à? ba năm trước đây đường nghiêu liền gia nhập chiến hồn học viện hơn nữa nghe nói nửa tháng trước liền tiến vào nội viện mà các đương nhiên sẽ không xuất hiện t mà các mà các không phải chỉ có phong vương cường giả mới có thể tiến nhập sao đường ra thật đúng là không đơn giản xem như bất nhập lưu gia tộc vẫn còn có người tiến nhập mà các đám người lộ ra vẻ kinh ngạc Phạm là gia nhập bà các đó cũng đều là chiến vương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại chỉ so với trong thiên phủ nhân kém một chút mà thôi khó trách đường mục đột nhiên nở nụ cười tại hắn nghĩ đến tiêu phàm biết mình con trai lớn danh tiếng phía sau nhất định sẽ quỳ gối trước mặt mình xin khoan dung nơi nào còn dám sau đó là giết hắn. Quả nhiên, nghe được đám người nụ cười, đường mục cười càng thêm vui vẻ, càng thêm tã, cả người ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tiêu phàm. Cười đã chưa, tiêu phàm nhất khuôn mặt khinh thường, trực tiếp một đao chém đi lên, đường mục nụ cười trên mặt cứng đờ, tiểu tử này điên rồi, lại còn dám giết chính mình. Đường mục lấy ra một cái kim sắc lưu quang đại truyền ngăn tại trước người, cùng tiêu phàm đao trong tay đối cứng cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ sống không bằng chết, gia tộc của ngươi cũng sẽ cùng ngươi chôn cùng. Đường Mục khàn cả giọng gào thét, chê cười, ta như thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Không phải là a, à, đã như vậy, ta lại vì sao muốn tha cho ngươi? Ít nhất còn có thể kéo một cái chịu tội thay. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Đường Mục đảo, đám người nghe vậy đều cảm thấy Tiêu Phàm nói rất có lý, việc đã đến nước này, đã không có đường lùi. Vì cái gì không giết thống khoái. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đau lần nữa xuất động, thân hình hoàn toàn tan cùng trong gió, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Phốc phốc, đường mục toàn thân tiên huyết chảy ra, huyết nhục lăn lộn, hắn rốt cuộc biết, Tiêu Phàm là một cái triệt triệt để để điên rồ là không thể nào từ bỏ ý đồ. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, sớm biết cũng không cần tới hỏi tội, coi như muốn hỏi tội, cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ a. À đường mục toàn thân lạnh tới cực điểm, cuối cùng không còn dám có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đạp không dựng lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đường đường chiến vương đỉnh phong, bị một cái chiến vương trung kỳ giết chạy chối chết, đây đối với đường mục tới nói, là một loại to lớn sỉ nhục, nhưng mà tại trước mặt sinh mạng, lại coi là gì đây? Huyết la, tiêu phàm nhất âm thanh quát nhẹ, cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại đường mục trước người, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười tà trong tay lạnh đao nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo u lãnh bạch mang từ đường mục trong mắt lóe lên, đầu của hắn đột nhiên bay ra, trong cổ phun ra cao khoảng một trượng tiên huyết. Một đao, đường mục chết. Đường ra một môn tam đại chiến vương, tất cả đều chết ở tiêu phàm nhất nhân thủ bên trên, càng là có vô số con em đường ra máu tươi nơi này. Đám người câm như hến, rất nhiều người lặng yên rời đi, tiêu phàm giết chết đường ra một môn, gần như diệt tộc, lúc này nếu như bị đường như biết, bọn hắn những người vây xem này cũng đoán chừng khó tránh khỏi phiền phức còn không bằng nhắm mắt làm ngơ chiến vương trung kỳ dễ dàng chém giết chiến vương đình phong kẻ này hoàn toàn có phong vương thực lực hơn nữa kẻ này sát phạt quả đoán ra tay tàn nhẫn nhưng lại trọng tình nghĩa đáng giá kết giao hướng về nếu như tiêu phàm thật sự nguyện ý gia nhập vào linh điện hướng lão liền kiếm được bảo chỉ là đường như một cửa ải kia cũng không phải dễ chịu như vậy a à y vân ánh mắt sáng quát nhìn xem tiêu phàm trong lòng tràn đầy tán thưởng cũng có một tia lo lắng tiêu phàm nổi nhất thời thống khoái gần như diệt đường ra cả nhà chuyện này như bị đường nhiêu biết được tiêu phàm sợ là không thể thiếu một kiếp không nói trước đường nhiêu thực lực chỉ nói đường nhiêu mà các đệ tử thân phận đã đủ tiêu phàm uống một bầu ai ở chỗ này giết người đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên chỉ thấy đám người vội vàng nhường ra một con đường một đội quân sĩ vì sự chậm trễ này Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới kiếp trước trong phim ảnh từ trang cảnh, lúc nào cũng làm giải quyết vấn đề sau đó, một ít người mới có thể đuổi tới. Đường Mục, người giết Đường Mục, một người cầm đầu xích giáp tướng quân nhìn thấy Đường Mục thi thể, kinh hô mà ra, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thoáng qua một tia tàn khốc. Phía trước hắn lấy được tin tức, Đường Mục mang theo đường ra người tới đây tìm một người phiền phức, cho nên hắn cố ý dẫn người dọc theo chung quanh mấy con phố tha một vòng mới trở về vốn cho là vấn đề giải quyết, hắn lúc này mới ra vẻ vội vã chạy đến, có thể nơi nào nghĩ đến, sự tình mặc dù giải quyết, nhưng chết đi nhưng là đường mục. Hết thầy quá không thể tưởng tượng nổi, đường mục làm sao có thể chết đâu. Xích giáp tướng quân bén con mắt không khỏi rơi vào tiêu phàm trên thân, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Tiêu phàm sắc mặt mười phần bình tĩnh, hắn nơi nào không biết xích giáp tướng quân ý đồ kia, bất quá đối với hắn căn bản vô dụng. Chu đội trưởng, tính một chút thiệt hại a à. đúng lúc này y vân thanh âm bỗng vang lên ai hắn y tam gia xích giáp tướng quân nhìn thấy chính mình vấn đề bị người đánh gãy vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng to nhưng mà khi hắn nhìn thấy y vân lúc lời đến khóe miệng trong nháy mắt nén trở về chu đội trưởng vội vàng sửa lời nói nếu là tam gia mở miệng chuyện này coi như xong ngược lại cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh láng giềng nói đùa cái gì ta một cái nho nhỏ tuần tra đội trưởng dám cùng ngươi y tam ra muốn thiệt hại, ta đây không phải rảnh rỗi mạng lớn sao. Bảo ta một tiếng chu đội trưởng, cũng là cực kỳ cho ta mặt mũi, nơi nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân là một cái nho nhỏ tuần tra đội trưởng, chỗ khác chuyện vẫn là cực kỳ khéo đưa đẩy, huống chi là y vân muốn bảo đảm người trẻ tuổi này. Nghĩ tới đây, chu đội trưởng trong lòng một cái lộp bộp, nguyên bản hắn còn nghĩ cầm xuống tiêu phàm, đi đường nghiêu cái kia tranh công, nhưng là bây giờ, hắn ước gì không tham dự chuyện này vô luận đắc tội với ai đều ăn không được ôm lấy đi đã như vậy vậy thì phiền phức chu đội trưởng y vân cười nhạt một tiếng ném ra một cái hồn giới cho chu đội trưởng sau đó lại cho tiêu phàm nhất cái ánh mắt liền tiến vào có thể trong khách sạn đa tà tam gia chu đội trưởng cười không ngậm mồm vào được nghiễm nhiên đã quên đón lấy cái này hồn giới cũng chính là đắc tội đường nghiêu tiêu phàm nhìn chu đội trưởng một mắt vội vàng đuổi theo Y Vân bước chân, hắn biết, Y Vân khẳng định có muốn nói với hắn nói. Vân lai khách sạn chỗ sâu một gian trong biệt viện, Y Vân ngồi ở một chương bên cạnh cái bàn đá, bưng một cái chén trà hướng về trong miệng mình đưa đi. Tiền bối, tiêu phàm thanh âm vang lên. Y Vân đặt chén trà xuống, ra hiệu tiêu phàm ngồi xuống, chốc lát, thở dài một hơi đảo tiêu tiểu hiếu, người làm sao lại đem bọn hắn giết đi đâu. Tam gia là lo lắng cái kia đường như a. À? Tiêu Phàm thay đổi cách xưng hô, kéo xa cùng Y Vân khoảng cách, dù sao, chính mình gây họa, hẳn là từ chính hắn tới gánh chịu. Y Vân khổ tâm nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, không cần như thế, ngươi nói đúng một cái nửa, ta là đang lo lắng Đường Nghiêu, nhưng chủ yếu hơn chính là lo lắng địa các người. Ta, à, Thỉnh Tam gia chỉ giáo. Tiêu Phàm chắp tay một cái đảo, hắn có thể nhìn ra Y Vân không có nói sai, nếu như Y Vân lừa hắn cái kia vừa rồi cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy bảo vệ mình. Chính mình chỉ là một người xa lạ mà thôi, y vân liền như thế hậu đãi chính mình, điểm này, tiêu phàm vẫn là phát ra từ nội tâm cảm kích y vân. Ai, chuyện này không nói cũng được, chỉ hy vọng đường nghiêu xuất ngoại rèn luyện, tại ngươi tiến vào chiến hồn học viện phía trước không kịp tìm ngươi, bằng không, sự tình thật đúng là phiền phức. Y vân lắc lắc đầu nói, hiển nhiên là không muốn giải thích có phải hay không bởi vì đường như người nhà chết, sẽ để cho khác địa các người phẫn nộ, bởi vì bọn hắn bên ngoài cũng có người nhà, bọn hắn tiến vào địa các tu luyện, người nhà lại bị nhân đồ giết. Tiêu phàm ngưng thanh đảo, nói ra trong lòng của hắn phỏng đoán. Không tệ, Y Vân thưởng thức nhìn tiêu phàm nhất mắt, người hôm nay diệt không chỉ là đường ra, đắc tội cũng không chỉ là đường nhu, mà là địa các những người kia. Nếu như nói, gia nhập vào địa các, chỉ là trở thành người nhà mình làm sằng làm bậy ô dù, cái này ra nhập vào địa các còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn cứ tới tìm ta, chỉ cần bọn hắn có khuôn mặt tới, ta bảo đảm để bọn hắn không mặt mũi trở về. Nếu như chỉ là đối phó ngoại viện những người kia, ta đối với ngươi ngược lại là 10 phần tự tin, nhưng mà nội viện những người kia đều là đám người điên, mỗi người cũng có chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương thực lực. Y Vân lắc lắc đầu nói, "Phong vương, tam gia" Đến cùng cái gì là phong vương, phía trước ta cũng nghe đến bọn hắn đang nghị luận. Tiêu phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Người điều này cũng không biết. Y vân cổ quái nhìn xem tiêu phàm, bất quá vẫn là không có dấu giếm Giải thích nói, người nên biết, từ chiến tông cảnh bắt đầu, bình thường đều sẽ lãnh mộ thế A, chiến vương cảnh, cũng giống như thế. Mọi người đều biết, mỗi một loại thế đều có tứ trọng, lĩnh mộ đệ nhất trọng rất dễ dàng, đột phá chiến tông cảnh liền sẽ dễ dàng lĩnh mộ được đệ nhị trọng cũng không khó khăn, tại chiến vương cảnh đều sẽ đạt tới cái này một bước, nhưng mà đệ tam trọng, đệ tứ trọng, nhưng là không dễ dàng, ít nhất, tại chiến vương cảnh không dễ dàng. Đây là vì cái gì? Tiêu phàm nghi hoặc nhìn y vân, hắn thấy, lĩnh mộ thế cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Ta cũng không biết, cũng không có ai đi cố ý tìm tòi chuyện này, bởi vì cho dù không lĩnh mộ đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng thế, cũng đồng dạng có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Y vân lắc đầu, lại bổ sung, nhưng mà thực lực, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tiêu phàm không cắt đứt, lặng lặng nghe, điểm này hắn rất dễ lý giải, bởi vì thế, tại chiến đấu bên trong sẽ đối với một người thực lực có thừa cầm. Y Vân tiếp tục nói, thông thường chiến vương, nói chung, chỉ có thể lĩnh mộ được đệ nhị trọng thế, mà có một loại người, có thể tại chiến vương cảnh lĩnh mộ đệ tam trọng thế, tỉ như nói kiếm thế tam trọng, gió thổi tam trọng, loại người này, đột phá chiến vương đỉnh phong, liền được xưng là phong vương cường giả nói theo một ý nghĩa nào đó đây mới thật sự là chiến vương bọn hắn có người đã có thể cùng thông thường chiến hoàng đánh một trận nói đến đây y vân trong mắt lóe lên một tia nồng nặc chờ mong cuối cùng chậm rãi đã biến thành tịch mịch rõ ràng chính hắn cũng không phải dạng này người lĩnh mộ tam trọng thế chiến vương có thể cùng phổ thông chiến hoàng một trận chiến xem ra ta xem thường thế uy lực tiêu phàm tâm bên trong cả kinh vội vàng lại hỏi cái kia lĩnh mộ để tứ trọng thế đâu lĩnh mộ tam trọng thế, đã cường đại như thế, cái kia lĩnh mộ tứ trọng thế đâu, chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Tại chiến vương cảnh có thể lãnh mộ đệ tứ trọng thế, toàn bộ nội viện đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Y Vân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đạo, phàm là đột phá chiến hoàng phía trước có thể lãnh mộ đệ tứ trọng thế người, xưng là tuyệt thế chiến vương, có thể chảm phổ thông chiến hoàng cường giả. Tuyệt thế chiến vương, tiêu phàm ánh mắt run lên, trong mắt trải qua một tia nồng nặc vẻ chờ mong, nói cho cùng, nội tâm của hắn cũng chỉ là một cái thanh niên nhiệt huyết, cuối cùng hy vọng bản thân có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bế nghệ thiên hạ, nang dọc tứ phương. Mặc dù cũng là chiến vương đỉnh phong, cảnh giới giống nhau, nhưng phổ thông đỉnh phong chiến vương, phong vương chiến vương, cùng tuyệt thế chiến vương chênh lệch, nhưng là khác nhau một trời một vực, bởi vậy, rất nhiều người sẽ đem tu vi áp chế tại chiến vương cảnh đỉnh phong, không muốn đột phá một bước kia. Ivan hít sâu một cái nói, đột phá chiến hoàng cảnh không phải cũng có thể lĩnh mộ thế sao tiêu phàm nghi ngờ nói chiến hoàng tất nhiên có thể tiếp tục lĩnh mộ thế nhưng mà tại chiến hoàng cảnh lĩnh mộ đệ tứ trọng thế thế đối tự thân tác dụng còn lâu mới có được chiến vương cảnh lĩnh mộ đại bất quá muốn tại chiến vương cảnh lĩnh mộ đệ tứ trọng thế là rất khó y vân lắc lắc đầu nói tiêu phàm có thể nhìn ra y vân liền không có lĩnh mộ đệ tứ trọng thế bằng không hắn cũng sẽ không như thế tịnh mịch tiêu phàm vẻ mặt nghiêm túc khó trách y vân sẽ lo lắng đường nhiêu phong vương chiến vương có thể xa xa không phải phổ thông đỉnh phong chiến vương có thể so sánh hiện tại biết ta đang lo lắng cái gì đi y vân ánh mắt lại rơi vào tiêu phàm trên thân đạo chiến hồn trong học viện viện chi học viên số lượng không nhiều nhưng người người lạ thường người bình thường cũng không nguyện ý đắc tội phiền phức tam gia tiêu phàm chắp tay một cái yên tâm ở nơi này ngoại viện y mố vẫn có chút mặt mũi chỉ cần ngươi không bước ra Vân Lai khách sạn, ta bảo đảm Đường Nghiêu không dám bước vào nơi đây nửa bước." Y Vân thần sắc nghiêm lại đảo, "Đa tà Tam gia." Tiêu Phàm hơi hơi khom người, lại hàn huyên vài câu liền trở về tiểu viện của mình. Y Vân ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần hắn Tiêu Phàm lưu lại Vân Lai khách sạn, liền có thể bảo đảm hắn không lo, một khi rời đi, vậy thì không thể làm gì. Nhưng mà Tiêu Phàm là không thể nào một mực ở tại Vân Lai khách sạn phong vương chiến vương, cũng không nhất định đáng sợ như vậy, không phải liền là tam trọng thế sao. Ta nhất định phải trở thành tuyệt thế chiến vương. Tiêu phàm hít hai mắt, trong lòng nghĩ thầm, ngủ trước một giấc, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Nằm ở trên giường, tiêu phàm rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, nắm giữ một lòng hai ý, tiêu phàm chảy ra một chút tâm thần vận chuyển vô tận chiến quyết, đại bộ phận tâm thần đều đã ngủ mê man. Một cảm giác này, tiêu phàm ngủ rất say xưa, ngày thứ hai mặt trời lên cao, tiêu phàm mới mở hai mắt ra. Một ngày mới bắt đầu, tiêu phàm duỗi lưng một cái, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tiểu kim cũng tỉnh lại, nhìn thấy tiêu phàm muốn ra cửa, lập tức gầm nhẹ. Tiểu kim, ta ra ngoài phải làm việc, không thể mang lên ngươi, ngươi ngay tại tiểu viện tu luyện, cố gắng đột phá thất giai. Tiêu phàm sờ lên tiểu kim đầu, trong giọng nói tràn đầy không dung phủ định. Tiểu kim ô ô vài tiếng, trong lòng mười phần khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không biện pháp, trợn nhìn tiêu phàm nhất mắt, liền ngồi xổm ở góc kia rơi bên trong đi ngủ. Tiêu phàm mở ra tiểu viện chi môn, tham lam hút mấy khẩu khí, trong mắt thoáng qua một sợi tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, sinh tử đấu trường, ta tới. Hết tập 20